Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật tập yếu của Đức Đệ Nhị Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục phần vấn đáp ở trong bộ luận niệm Phật tập yếu này. Phần hỏi thì có người dẫn chứng kinh Pháp Bảo Đàn để hỏi như thế này. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ bảo: người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Người Tây Phương tạo tội, niệm Phật cầu sinh về cõi nào? Như thế thì chỉ cốt làm sao diệt được tội, cần gì niệm Phật cầu vãng sinh? Qua câu hỏi thì chúng ta thấy là người ta nêu kinh Pháp Bảo Đàn của Lục Tổ Huệ Năng. Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có đoạn ngài nói rằng người phương Đông tạo tội, tức là người phương Đông chỉ là chỉ cho người thế giới ở cõi Sa Bà chúng ta này. Ý nói rằng người thế giới cõi Sa Bà chúng ta này tạo tội, niệm Phật để cầu sinh về phương Tây. Và người phương Tây tạo tội thì niệm Phật cầu sinh về phương nào? Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ có một câu, có một đoạn ngài nói như vậy, ngài khai thị như vậy. Ngài nói rằng người phương Đông, tức là chỉ cho thế giới Sa Bà chúng ta tạo tội, niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Vậy thì người phương Tây, tức là người Tây Phương Cực Lạc đã tạo tội thì cầu sinh về phương nào? Như thế thì chỉ cốt làm sao ạ? Diệt được tội, cần gì phải niệm Phật cầu vãng sinh? Đó. Thế là cái người họ đưa ra câu hỏi dẫn chứng lời của Lục Tổ Huệ Năng. Và họ nói là đã như vậy thì chỉ cần khiến cho tâm mình ở ngay cõi này, thế giới này được thanh tịnh, được giải thoát giác ngộ là được, cần gì phải cầu sinh Tây Phương cho nó mệt người ra. Chúng ta nghe xem Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta ngài trả lời như thế nào nhé. Đáp, tức là trả lời đó. Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông đứng trên cương vị truyền bá của Tông Chỉ Duy Tâm, nên mỗi lời nói phải căn cứ vào chỗ lập pháp của mình, đều chỉ ngay vào bản tính và đều lấy tâm làm chủ. Chúng ta thấy là Lục Tổ Huệ Năng ngài nói như vậy là đều là y cứ vào vào cái tông chỉ duy tâm của Thiền Tông. Chúng ta biết Thiền Tông mà họ chủ trương đó là duy tâm, ngoài tâm ra thì không nương vào các pháp phương tiện khác. Cho nên ở trong thiền tâm họ, trong thiền tông họ mới có cái phương châm, đó chính là giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền riêng ngoài giáo đó. Bất lập văn tự, tức là chẳng cần lập văn tự, chẳng cần nương vào văn chương chữ nghĩa, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Trực chỉ nhân tâm có là chỉ thẳng vào tâm người, tức là chỉ thẳng vào ở trong cái bản tâm của mình á. Kiến tính thành Phật, tức là thấy tính là thành Phật. Truyền riêng ngoài giáo, chẳng lập văn tự, chỉ thẳng tâm người, thấy tính thành Phật. Đó là chủ trương
là quan điểm của gì? Của Thiền Tông. Và chúng ta biết là Lục Tổ Tuệ Năng, ngài là gì? Là ngài là một vị tổ rất nổi tiếng của Thiền Tông. Cho nên ngài khi mà có người đến hỏi ngài thì ngài mới trả lời như thế. Ngài mới nói người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Vậy người phương Tây tạo tội thì niệm Phật cầu sinh về chỗ nào? Đây là câu hỏi của tổ, người tu veo, một vị tổ của bên Thiền Tông. Nếu chúng ta y cứ vào lời dạy của một vị tổ sư của Thiền Tông để mà mong cho giải đáp được những thắc mắc về những hoài nghi. Còn ở trong tâm niệm của hàng phàm phu, những người tu theo Tịnh Độ Tông chúng ta thì chắc chắn là không bao giờ được cái câu giải đáp mà rốt ráo đâu. Cho nên ở đây mới nói, ngài Đề Nhị Tổ Thiền Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Thiền Tâm mới nói là đấy là những cái lời của các vị cao đức ở bên Thiền Tông. Họ nương vào tông phong là duy tâm, chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật của họ, để họ gì? Họ lập pháp. Vì vậy mà cái tông phong ấy là họ nương vào cái pháp gọi là chỉ thẳng vào cái bản lai diện mục. Ngay nơi tâm mình mà nhận chân được cái bản lai diện mục tự tính thanh tịnh của mình, tức là thành Phật đó, giác ngộ đó, thành Phật đó. Họ nói rằng như vậy. Còn ở đây nói là tổ giảng là ý của tổ Tịnh Độ của chúng ta giảng là gì? Ý của Lục Tổ Tuệ Năng là ý ngài muốn bảo là gì? Bảo nếu tâm được thanh tịnh thì tuy ở xa bà nhưng cũng được giải thoát vậy. Những điều quan trọng là hàng phàm phu chúng ta tâm có được thanh tịnh hay không? Quan trọng chúng ta có được thanh tịnh hay không mà thôi. Nếu chúng ta tâm được thanh tịnh thì Tây Phương Cực Lạc cũng là thế giới này. Thế giới này cũng là Tây Phương Cực Lạc, giống như ngài Trung Phong Quốc Sư đã nói rồi. Đó. Tịnh độ là phương này là tịnh độ. Tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tất cả cũng ở chỗ đó mà ra. Những điều quan trọng là hàng phàm phu chúng ta chưa đạt được cảnh giới đó thì phải nương vào ba môn học, đó là giới định tuệ để mà tu. Phải nhất tâm niệm Phật, dùng các phương tiện khác để mà gột rửa những phiền não, phá sạch những vô minh, và để cho đạt được cái chỗ gì? Chỗ minh tâm kiến tính vậy. Thì khi đó A-di-đà Phật tự tính mới hiện ra. Lúc đó chúng ta mới có thể nói rằng thế giới này chính là Tây Phương Cực Lạc. Cực Lạc cũng chính là thế giới này. Còn bằng chưa được như thế thì chúng ta vẫn còn bị khổ đau, vẫn còn bị phiền não, thì ráng để do gì? Do tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A-di-đà để mà tu tâm dưỡng tính vậy. Cụ Thiền Tâm, cụ tổ chúng ta lại nói tiếp: thật ra đối với người tu Tịnh Độ hiểu đạo lý, lời nói của tổ chỉ có tác dụng khuyến tấn, bảo phải niệm Phật đến chỗ tịnh tâm, không còn chấp tướng, chớ không phải là bác sự niệm Phật vãng sinh đâu. Đấy. Đức Đệ Nhị Tổ chúng ta ngài dạy là thực ra người tu Tịnh Độ chúng ta phải hiểu cái lời dạy này của Lục Tổ Tuệ Năng đó, ngài bảo là phải niệm Phật được nhất tâm vậy. Niệm Phật mà được nhất tâm thì cõi này cũng như cõi Tây Phương Cực Lạc không hai không khác vậy. Chứ không phải là ngài nói như vậy là chúng ta bác đi cái tướng là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc và nhất tâm niệm Phật, tụng kinh trì chú vân vân. Bỏ đi cái tướng, bác đi cái tướng ấy là chúng ta nguy hiểm. Miệng thì nói thiền, nói đạo cao siêu, nhưng mà trong lòng thì đầy phiền não, nhiễm ô chấp trược vậy. Thì như thế thì rốt cuộc cũng chẳng khác gì những kẻ đi vào núi báu mà không có chân tay vậy. Chẳng khác gì những kẻ đếm tiền cho ông chủ mà có đếm suốt ngày suốt tháng nhưng cũng chẳng phải là của mình vậy.
Cho nên ở đây mới nói, tổ mới nói là Đức Thế Tôn, tức là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, và chư Phật ở khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư vị lịch đại tổ sư đều khuyên dạy niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca dạy ở trong gì? Trong kinh A Di Đà đó, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Bi Hoa, ở kinh Hoa Nghiêm, ở kinh Lăng Nghiêm, vân vân. Rất nhiều các kinh điển Đại Thừa Đức Phật dạy chúng ta về pháp môn niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Mà trong đó tiêu biểu nhất là đó là Tịnh Độ Tam Kinh, tức là ba bộ kinh về tịnh độ. Đó là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, kinh Vô Lượng Thọ, nói đầy đủ là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh ấy. Và kinh thứ ba đó là kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ba bộ kinh này gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, tức là ba bộ kinh quan trọng nhất, thiết yếu nhất, chủ lực nhất của pháp môn tịnh độ, của những người tu theo tịnh độ chúng ta. Còn ngoài ra những các kinh khác như kinh Lăng Nghiêm thì có chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí, kinh Pháp Hoa cũng có sách tấn về tịnh độ, kinh Địa Tạng cũng có nói về tịnh độ, kinh Bi Hoa cũng nói về tịnh độ, vân vân, kinh Bảo Tích cũng nói về tịnh độ, vân vân, có nhiều, khá nhiều những kinh điển Đại Thừa khác có giới thiệu và nói sơ lược về tịnh độ. Còn ba bộ kinh nói đầy đủ nhất, đầy đủ nhất và rõ ràng rành mạch nhất đó chính là ba bộ kinh về tịnh độ. Thầy nói lúc nãy kinh Phật Thuyết A Di Đà, kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, hay còn gọi là tắt là gì, là kinh Vô Lượng Thọ đó, và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đấy, ba bộ kinh ấy, đấy gọi là lời của chư Phật thì Đức Thích Tôn đã nói. Và trong kinh A Di Đà chúng ta tụng đến cái đoạn gì, đến cái đoạn mà sáu phương chư Phật hiện ra tướng lưới dày rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ nghỉ của chư Phật ở khắp gì, ở khắp mười phương ấy. Các ngài hiện ra cái tướng dày rộng che khắp ba tam thiên đại thiên, tức là 3.000 đại thiên thế giới ấy, mà nói lời thành thực rằng chúng sinh các ngươi, tức là chỉ cho tất cả chúng sinh chúng ta từ hàng đẳng giác Bồ Tát, diệu giác Bồ Tát trở xuống cho đến hàng phàm phu tục tử chúng ta nên tin gì, nên tin vào lời Đức Phật dạy ở trong kinh gì, kinh Phật Thuyết A Di Đà, là có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có Đức Phật A Di Đà là giáo chủ ở thế giới đó. Nếu chúng ta chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, tất sẽ được như nguyện. Trong kinh Vô Lượng Thọ, 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi ngài chưa thành Phật ấy, còn hành Bồ Tát đạo làm pháp tạng tỷ khiêu ấy. Trong 48 đại nguyện, nguyện thứ 18 ấy, là cái nguyện mà căn bản nhất và thiết yếu nhất, quan trọng nhất và cũng là gì, từ bi nhất, rộng lớn nhất. Trong 48 đại nguyện thì nguyện thứ 18 đó, ngài nói này, nói là nếu sau này có chúng sinh nào ở khắp mười phương thế giới nghe thấy danh hiệu của ngài mà sinh lòng tín kính, phát nguyện muốn sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của ngài, nếu ngài không hiện ra trước mắt người đó để niệm, chỉ cần đó, 10 niệm đấy, chỉ cần niệm được 10 câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật đó, chỉ cần niệm được 10 câu Phật hiệu như thế, đem công đức ấy để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu ngài không đến tiếp rước thần thức của chúng ta thì ngài thề sẽ không thành chính giác. Cho nên nương vào cái nguyện thứ 18 này, cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài mới nói rằng trong tất cả các kinh điển thì kinh Vô Lượng Thọ chính là kinh gì, là tâm tông của, là tâm kinh của tất cả Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luận Luận của Đức Phật. Trong tâm tông ấy thì lại trong tâm tông ấy, tức là trong kinh Vô Lượng Thọ ấy thì lấy 48 đại nguyện là tâm kinh của kinh Vô Lượng Thọ. Trong 48 đại nguyện ấy thì lại lấy nguyện thứ 18 là gì, là tâm kinh của 48 đại nguyện. Chỉ cần 10 niệm thôi, 10 niệm được 10 câu trước khi chúng ta lâm chung, nhắm mắt xuôi tay niệm được 10 câu Phật hiệu
A Di Đà Phật, 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 đúng 10 câu như thế thôi. Một lòng tâm không tạp loạn, liền thấy thì A Di Đà Phật hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh, giơ cánh tay vàng, đưa đài sen báu và dùng đại thần thông tiếp rước thần thức, tức là trung ấm thân của chúng ta, từ nơi thân thể cha mẹ sinh ra này, nay nó già bệnh hoặc là hoặc không già không bệnh, nhưng mà gặp tai nạn hoặc gặp bệnh tật nó chết á, thế cái thần thức thân trung ấm ở trong thân thể cha mẹ sinh ra này, sinh ra trung ấm thân, trung ấm thân đó liền là gá vào hoa sen và theo gót theo sau gót chân Phật, và trong khoảng sát na liền đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thân gá hoa sen, hoa nở thấy Phật liền ngộ vô sinh, chứng được lên hàng vị thất địa Bồ Tát trở lên, tu tập dần dần cho đến thành Phật, không bao giờ còn bị thoái chuyển nữa. Đó, chúng ta thấy lợi ích như thế, làm sao mà chúng ta không thể tin được chứ. Ở thế giới này đau khổ không biết, vô thủy kiếp đến nay rồi, chúng ta trầm luân không biết bao nhiêu đời kiếp, lúc có phúc để sinh thiên, hưởng hết phúc là sinh tọt xuống dưới nhân gian này làm người. Bây giờ làm người chúng ta thấy sướng chưa? Cũng sướng đúng không? Thì bây giờ chúng ta được ngồi hôm nay, ngồi đây, so với các quốc gia trên thế giới là chúng ta sướng chán rồi, đúng không? Các quốc gia bây giờ, nhiều quốc gia họ đang do giữ cái mạng còn á, còn cảm thấy là gì? Là khó khăn. Trở lại trong bài, chúng ta thấy là Đức Đệ Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài nói rằng các bậc cao đức ở bên Thiền Tông, các ngài dạy như vậy, nhưng chúng ta phải nương vào, người tu Tịnh Độ chúng ta phải nương vào những lời dạy của chư Phật, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật ở trong kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong kinh Di Đà thì nói là có sáu phương, nhưng thực tế là trong cái bản dịch của ngài Trần Huyền Trang cũng là mười phương. Bản dịch của ngài Cứu Ma La Thập là lược bỏ bốn phương bàng đi, là Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đi, chỉ để là Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương và Thượng Phương, Hạ Phương là sáu phương mà thôi. Nhớ còn trong bản dịch của ngài Trần Huyền Trang đời nhà Đường á, là có thì có đủ mười phương, dịch trừ tiếng Phạn ra đủ mười phương. Còn ngài Cứu Ma La Thập, ngài giảm bớt sáu phương Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc đi, nhưng thực tế sáu phương chúng ta cũng phải hiểu là đầy đủ gì, khắp mười phương thế giới đều hiện ra tương lưới giải rộng, tán dương khen ngợi pháp môn Tịnh Độ vậy, khen ngợi kinh A Di Đà vậy, và khen ngợi Đức Phật Thích Ca là bậc trí chân đẳng chính giác vậy, làm được những việc hiếm có khó làm ở trên thế gian này vậy. Ở thế giới này, cõi này chúng sinh có năm cái trược, đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung, rất khó giáo hóa này, rất khó hóa độ này. Thế mà ngài đó gì, lại thành Phật được, lại giáo hóa, lại dùng các phương tiện để dạy bảo chúng sinh được, khiến cho chúng sinh ở thế giới này biết tu tập các thiện pháp, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, tu tập chính pháp và chứng đắc thánh quả, giải thoát giác ngộ được. Những chúng sinh mà căn tính chậm lụt thì dùng các phương tiện để độ cho họ, lại biết kết hợp với Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc nữa, hai vị Phật đã kết hợp với nhau. Một vị như người cha đi vào trong biển khổ sinh tử để vớt những chúng sinh đang ngoác ngoải ở trong cái gì? Biển sinh tử, đem nó lên bờ để cho người mẹ ở trên bờ gì? Để chăm sóc nuôi dưỡng. Người cha ví như Thích Ca Mâu Ni Phật, người mẹ ví như gì? Như Đức Phật A Di Đà vậy. Cha giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài vào trong cái biển khổ sinh tử luân hồi, sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái, biển ly oán tăng hội và ngũ âm xí tình khổ này, vào trong quái đời ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung này, để cứu vớt, dùng các phương tiện để cứu vớt chúng sinh. Ngài thuyết ra 49 năm, thuyết ra Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận để giáo hóa, phá mê khai ngộ, phản bản hoàn nguyên, giúp cho chúng sinh được bỏ vọng về chân, bỏ thiện, bỏ ác theo thiện, bỏ tà theo chính, tu tập dần dần để về với chính đạo, để cho đến thành Phật.
Ngài vớt chúng ta lên. Những người nào mà có đủ nhân duyên, đủ công đức phúc báo thì ngay đời này chứng được thánh quả A-la-hán, chứng được thánh quả duyên giác, chứng được thánh quả Bồ-Tát thì không nói làm gì, thì tự do tự tại giải thoát đó. Thế giới này cũng như Tây Phương cũng như thế giới này. Còn đối với hàng phàm phu chúng ta mà công việc xã hội cũng như công việc gia đình ấy, tự tính phiền não của bản thân đó, nhiều lắm. Tham sân si thì đầy rẫy chất chồng, cho nên tu hoài mà chẳng thấy gì, nó vơi đi được là bao cả. Và chứng được quả sơ quả tu đà hoàn còn khó, chứ đừng mơ chi đến quả A-la-hán các quý vị. Sơ quả tu đà hoàn 7 lần sinh tử nữa trong thế giới này còn khó, huống chi là đắc quả A-la-hán. Cho nên Phật mới gì? Phật Thích Ca ví như người cha lành đi xuống cái biển khổ sinh tử này, vớt chúng ta lên trên bờ đặt ở đó, bảo thì thôi, thế giới này khó tu, khó giải thoát, khó giác ngộ. Cho nên về Tây Phương Cực Lạc gần với người mẹ hiền A-di-đà Phật, về thế giới đó, giới đó dễ tu hơn. Vì sao mà dễ tu? Trong kinh A-di-đà Phật nói thì bảo Xá Lợi Phất này, Xá Lợi Phất, vì sao thế giới ấy gọi là Tây Phương Cực Lạc? Vì thế giới ấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất ở thế giới đó thì không có cảnh sinh già bệnh chết, tuổi thọ vô lượng vô biên, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất thế giới đó thì tiếng khổ còn không có, huống chi có chúng sinh khổ, cho nên gọi là Tây Phương Cực Lạc. Lại nữa, Xá Lợi Phất thế giới đó, vì sao Đức Phật đó gọi là A-di-đà? Vì Đức Phật đó thì tuổi thọ vô lượng, hào quang vô lượng, cho nên gọi là A-di-đà. Cho nên A-di-đà Phật còn dịch là gì? Là vô lượng thọ Phật. A-di-đà Phật còn dịch là vô lượng quang Phật. A-di-đà Phật còn dịch là gì? Là siêu nhật nguyệt quang Phật, là nan tư quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật. Có 13 danh hiệu gì? Danh hiệu Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nói về Đức Phật A-di-đà. Đấy là nói vắn tắt thôi, còn nói rộng ra thì có đến vô lượng vô biên danh hiệu khác để chỉ cho Đức Phật A-di-đà. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, Ngài đã tận tình chỉ dạy chúng ta, khai thị chúng ta, khuyến dụ chúng ta, dạy bảo chúng ta, sách tấn chúng ta là nên tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, không được hoài nghi. Quan trọng là chúng ta không được hoài nghi. Niệm Phật mà còn hoài nghi thì rất khó có thể được sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên các cụ ngày xưa mới dạy, các tổ ngày xưa mới dạy tin sâu nguyện thiết hành chuyên là như thế. Tin là sao? Tin tức là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin có Đức Phật A-di-đà là giáo chủ cõi Tây Phương. Tin vào lời Đức Phật Thích Ca dạy ở trong các kinh điển quả thật không sai. Tin mình là người niệm Phật đều có thể được vãng sinh như trong kinh Đức Phật dạy. Thật không hư dối. Đấy gọi là tin sâu. Tin sâu rồi đã đủ chưa? Chưa đủ, còn phải nguyện gì? Nguyện thiết. Hàng ngày đều phải nguyện là đem công đức tu tập làm các việc thiện hàng ngày chúng ta để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Mà các đạo tràng, mà các Phật tử trong đạo tràng chúng ta thường hay nguyện là gì? Nguyện đem công đức này đó, tức là tất cả công đức tu tập chúng ta tu tập được một ngày, được hàng ngày, hàng giờ đó, hàng phút, hàng giây đó, đều nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Tức là nguyện đem cái công đức chúng ta tu tập được này để hồi hướng, để làm trang nghiêm cõi Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, gọi là cõi tịnh độ đó. Trang nghiêm Phật tịnh độ, làm cho thế giới đó ngày một trang nghiêm, ngày một thanh tịnh hơn, ngày một rộng lớn hơn, ngày một nhiều chúng sinh đau khổ ở khắp mười phương thế giới được sinh về đó hơn. Không chỉ thế giới Sa Bà chúng ta mà khắp trong mười phương vô lượng vô biên thế giới đều được sinh về đó. Đó gọi là trang nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền bốn trọng ân, chúng ta tu có phải tu cho bản thân mình đâu, đúng không? Chúng ta không phải tu cho bản thân của mình, mà trên đền thượng báo tứ trọng ân, tức là trên đền bốn trọng ân. Hạ thì hạ tế tam đồ khổ, tức là dưới thì cứu gì? Cứu ba đường khổ. Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Tức là trên thì đến gì? Báo đền bốn trọng ân là gì? Thiên địa vũ tái chi ân,
Nhật Nguyệt Chiếu Lâm Chi Đức Đại Vị Đỉnh Lễ A Di Đà Phật. Tức là ơn gì? Ơn trời đất, trời che đất chở. Do có trời che, do có đất chở, cho nên ơn trời che đất chở. Vì vậy mà trời thì cho mưa thuận gió hòa, ban ngày ban đêm hiện ra các thời giờ rõ ràng. Ban ngày chúng ta đi làm để kiếm ăn, ban đêm thì chúng ta thì dành thời gian để ngủ nghỉ ngơi. Đó là theo cái quy luật tự nhiên vậy. Đó. Cũng có thể là có người bây giờ phải làm đêm thì ngày ngủ. Vì bây giờ họ làm doanh nghiệp, làm công ty, làm những các kíp, các ca trực của nhà nước hay là quân đội hay là vân vân. Thì họ phân chia ra ca kíp để trực, giờ trực ban hay giờ trực chiến hay là giờ trực nhật, giờ trực máy trực ca vân vân đó. Thì họ vẫn phải phải chia ra. Còn ngày xưa thì nếu trực đêm thì có công an và quân đội trực đêm, và người dân chúng ta ban đêm là ngủ hết. Thì ngày xưa ban đêm có làm cái gì nữa đâu mà. Bây giờ thì mới có các công ty, các nhà máy mới hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ vân vân thì mới phải làm cả ngày cả đêm, 24/24 mới thay ca nhau chứ. Còn ngày xưa chỉ làm ban ngày. Nông dân chúng ta ngày xưa làm ban ngày, tối lại là chiều lại một cái là thôi rồi, không làm gì nữa. Ăn uống vào tối thì đi nghe đài, đi chơi với nhau, đến ngủ, đến sáng dậy lại đi làm. Thế thôi. Ngày xưa cuộc sống nó nhàn nhã hơn, nó nghèo khó hơn một chút, nhưng mà nó nhàn nhã hơn, thoải mái hơn. Bây giờ chúng ta thì tham cầu vật chất nhiều hơn thì đương nhiên phải lao tâm khổ tứ, vất vả nhiều hơn. Thì có thể có một số người phải đi làm cả ca đêm, nhưng đây nó chỉ là số ít thôi. Còn đại đa số là gì? Ngày làm đêm nghỉ. Đó là cái quy luật tự nhiên rồi. Cho nên ơn trời che đất chở là ngày đêm rõ ràng minh bạch, mưa gió thuận mùa, khiến cho bốn mùa như Việt Nam chúng ta là bốn mùa rõ rệt, xuân hạ thu đông vậy. Mùa nào thì làm cái gì, mùa nào mặc áo gì vân vân đó. Nó rõ ràng ra rồi. Tất nhiên bây giờ nó cũng không được như mấy chục năm ngày xưa nữa, vì khí hậu biến đổi. Con người cũng vì lòng tham con người chúng ta thôi, chặt cây phá rừng, đào rừng phá núi, lấy các chất quặng rồi hút ra dầu ở trong lòng đất, rồi đủ các thứ, hiệu ứng nhà kính, rồi ô nhiễm môi trường vân vân đó, khiến cho thế giới chúng ta mỗi ngày một nóng lên, khí hậu nó cũng có thay đổi đi thất thường khá nhiều. Nhưng mà đây là do con người, chứ còn trời che đất chở là gì? Vẫn cho mùa nào mùa đấy. Mùa nào mùa đấy, xuân hạ thu đông ở Việt Nam chúng ta là rõ ràng bốn mùa như vậy rồi đó. Đấy, nhờ còn ơn đất là gì? Nhờ có đất chúng ta mới có để làm nhà làm cửa, trồng trọt cây cối hoa màu để sinh sống vậy. Đó là ơn, cái ơn đầu tiên là phải ơn trời đất. Nó gọi là thiên địa phú tái chi ân, Nhật Nguyệt Chiếu Lâm Chi Đức Đại Vị Đỉnh Lễ A Di Đà Phật vậy đó. Chúng ta nhớ ơn trời đất cho nên chúng ta nhất tâm để đỉnh lễ Đức Phật A Di Đà, để cầu nguyện cho thế giới của chúng ta này, cõi nước của chúng ta này, cái hệ tinh tú của chúng ta này, nó được trường cửu và nó được thuận theo gì? Bốn mùa rõ rệt phân minh vậy. Ngày đêm cũng gì? Rõ ràng vậy. Ít các thiên tai địch họa và giảm đi các tật bệnh, oán khí vậy. Đấy là ân đầu tiên. Ân thứ hai là gì? Là quốc gia xã hội tri ân. Ngày xưa thì đọc là quốc vương ngự trị tri ân. Vì ngày xưa là thời phong kiến, ngày xưa thời vua chúa mà. Đất của vua, nhân dân cũng là của vua, do vua quản lý hết. Nhưng bây giờ là không phải là thời phong kiến nữa. Bây giờ nhà nước Việt Nam chúng ta thì theo chế độ đảng nhà nước, do đảng cử dân bầu vân vân. Vì vậy mà đất nước chúng ta thì bây giờ gọi tăng ni Phật tử chúng ta bây giờ Việt Nam chúng ta hãy đọc cái ân thứ hai đó gì? Là quốc gia xã hội tri ân. Đất nước chúng ta theo chủ nghĩa xã hội mà, cho nên chúng ta thấy quốc gia xã hội, cái từ xã hội này là từ gọi tắt cho gì? Cho xã hội chủ nghĩa đó. Đất nước chúng ta theo chế độ xã hội chủ nghĩa mà, thì chúng ta đọc là gì? Quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng tri đức, đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật,
Thủy thổ, tức thủy là chỉ cho nước, thổ là chỉ cho đất. Đó chỉ cho gì ạ? Thủy thổ thuần dụng chi đức là chỉ cho tất cả cõi đất nước của chúng ta nhờ vào gì ạ? Nhờ vào quốc gia xã tắc, nhờ vào các chiến sĩ, bộ đội, công an, rồi những người làm công tác nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, nổi cũng như chìm. Chìm ví dụ như những người làm nghề tình báo, làm nghề hoạt động tình báo hoặc là vân vân đó. Có khi họ hy sinh cả cuộc đời của họ mà chưa từng được đeo một lần đeo cái tấm lon ở trên cầu vai của họ. Mà thậm chí có những người đến khi mà chết rồi vẫn bị hàm oan. Tôi vừa qua nghe một cái bác ở bên an ninh, bên học viện an ninh, bác kể là có một cái trường hợp ở thời chống Mỹ cứu nước ở dưới Thái Bình ấy, dưới tỉnh Thái Bình. Bác khi mà bác đi bộ đội, tham gia bộ đội chống Mỹ cứu nước, lúc đầu mới đi bộ đội thì rõ ràng là đi theo bộ đội Việt Minh chúng ta, đi theo bộ đội Cụ Hồ để chống giặc ngoại xâm. Nhưng một thời gian sau một cái thì 3-4-5 năm sau một cái nghe tin là bác ông ấy theo địch rồi, thế là theo thì theo ngụy quân ngụy quyền đằng trong rồi. Thế là ở nhà bắt đầu là tất cả là bao nhiêu tài sản các thứ đất cát là tịch biên, thế là tịch thu. Thế là vợ con không nhà không cửa, vợ và hai đứa con bị đẩy ra ngoài đường không nhà không cửa. Dân tình họ hàng ai cũng chửi bới, ai nhìn thấy cũng bỏ cái đồ bán nước. Tức là gì, có chồng đi theo giặc mà bán nước. Và đến nỗi là hai ba mẹ con là không sống ở được ở trong tỉnh nữa, ở trong dân làng nữa, ở trong huyện trong xã nữa, phải dắt díu nhau đi chỗ khác. Mà đi đến đâu cái danh sách đó cũng gì, cũng là có người có ông chồng là bán nước, vợ thì gọi có chồng bán nước, con thì là có bố bán nước, phản bội tổ quốc đi theo giặc. Chúng ta thấy mà cuối cùng thì người mẹ phải đi làm thuê, đi ra thị xã của tỉnh Thái Bình ấy, để làm thuê nay đây mai đó, và cho các con ngủ dưới gầm cầu đó. Ngủ khu ổ chuột, ngủ ở đâu thỉnh thoảng lại đến họ đuổi đi vào cái đồ bán nước. Khổ như thế đấy các quý vị. Mà cho đến cách đây mấy năm thì ông mới đi về. Mà đi về thì già rồi còn gì nữa, hơn 70 tuổi rồi mới đi về. Các vị nghĩ không, hy sinh cả một cuộc đời như thế vì dân vì nước, cả một cuộc đời, hơn 70 tuổi mới đi về. Thì khi đó này vợ thì mất rồi, lúc đi về là vợ mất rồi, còn hai đứa con trai đứa con gái cũng đã có vợ có chồng rồi, nhưng mà nhà thì rất nghèo. Trước khi ông ấy về là cho cả cái ban tuyên giáo của tỉnh ủy tỉnh Thái Bình và cả trên công an quân đội mình cũng cho người về đàm để làm cái công tác tư tưởng cho đứa con trai đứa con gái con dâu con rể của ông cụ rồi, mà các con nó hận, nó không đồng ý cho về. Nó bảo thôi, ông cống hiến cho đất nước thì ông cứ đi luôn, còn chúng tôi không có người bố như thế. Vì nó hận, bảo sao, bảo người mẹ nó chết là vì ông ấy mà chết. Dù sao ông ấy hoạt động gì đi chăng nữa thì cũng không có bức thư thì phải cho cấp dưới để về để báo cho rằng không phải là ông là người phản bội tổ quốc đâu, để cho mẹ con nó đỡ khổ. Ấy, nếu mà làm nghề tình báo mà còn cho người về báo như thế thì còn gì là tình báo nữa, đúng không? Còn gì là hoạt động cách mạng nữa, các vị? Nó bị lộ ngay. Cho nên chúng ta thấy có nhiều con người ở đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn còn đang âm thầm hy sinh hạnh phúc gia đình, thậm chí là sẵn sàng hy sinh tính mạng vì tổ quốc, vì dân tộc, vì tất cả chúng ta, trong đó có chúng ta đang được ngồi đây. Đó. Cho nên chúng ta thấy tuy là thời bình rồi, nhưng chúng ta biết là chúng ta giải phóng từ năm ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng không? Tại sao từ ngày đấy mà ông không về, mà cho đến cách đây mấy năm ông mới về, hơn 70 tuổi ông mới về, mà không biết ông đi đâu. Mà lúc về thì đấy, con cái nó nhất định không nhận, mà cuối cùng lại phải từ mặt trận tổ quốc, rồi ủy ban dân tỉnh, rồi ban tuyên giáo tỉnh, rồi ban dân vận tỉnh là phải về làm việc rất nhiều lần nữa thì con cái nó mới gọi đồng ý cho gặp mặt. Nó mới đồng ý cho gặp mặt vì nó hận quá. Đi bao nhiêu năm
hơn 50 năm trời, không một lá thư, không một tin tức, mà còn để mẹ con, nhà các con ở nhà là ôm hận, vì để có bố có chồng là gì, phản bội tổ quốc, không được đi học. Vì ngày xưa nó không được đi học các vị ạ, không được đi học luôn, phản bội tổ quốc mà, không được đi học. Chúng ta thấy đau xót. Cho nên là bà mẹ phải dắt con đi ra làm thuê, ngủ ở gầm cầu xó chợ ở trên thị xã của tỉnh, ở trên tỉnh. Mà cuối cùng bà không chịu được cái nỗi ô nhục ấy, và bà mất, bỏ mặc hai đứa con ở lại, anh em nó tự nuôi nhau như thế. Chúng ta thấy mà đến cho đến 50 năm sau mới minh oan được cái vụ đấy. Còn thì ai cũng bảo là dân làng họ hàng á, ai cũng bảo là phản bội tổ quốc, theo địch, phản bội tổ quốc. Đấy, chúng ta thấy có những con người họ phải hy sinh âm thầm như vậy. Cho nên ân quốc gia xã tắc là lớn lắm các quý vị, lớn lắm. Không phải ngẫu nhiên mà bây giờ chúng ta lại được ngồi ở đây để cùng học cùng tu như thế này đâu. Tất nhiên thầy biết rằng ở trong này cũng có rất nhiều các cụ, các ông, các bác ngày xưa đã cầm súng đánh giặc bảo vệ tổ quốc. Thì các cụ chỉ tầm khoảng độ tầm 70 trở lên là chống Mỹ cứu nước rồi, đúng không? 70 trở lên. Sau năm 1975, năm nay đã 45 năm, 65 năm, 65 tuổi trở lên đấy, đã có thể là các cụ ở đây đã cầm súng bảo vệ tổ quốc, có thể là đi dân công hỏa tuyến, hoặc là dân quân tự vệ, hoặc là bộ đội Trường Sơn, rồi vân vân. 65 tuổi trở lên ở trong hội trường này. Còn 60 tuổi trở lên là có thể là ở trong hội trường này được tham gia chiến dịch để chống quân giặc phương Bắc ở năm 1979 rồi, đúng không? Đấy. Hoặc là lính tình nguyện Việt Nam để cứu nước bạn Campuchia rồi. Thì chúng ta thấy những con người như thế ở trong hội trường này á, hoặc là nghe thầy giảng, những con người như thế họ nghe nói một cái họ hiểu ngay, họ biết ngay. Để có được cái sự, cái nền hòa bình độc lập của dân tộc chúng ta bây giờ là khó như thế nào, khổ như thế nào, hy sinh xương máu ra sao. Cha ông của chúng ta, dân tộc của chúng ta phải mất biết bao nhiêu nhân mạng như thế nào, khổ cực ra sao mới được như ngày hôm nay. Cho đây hôm rồi mà ngày 30 tháng 4 cách đây hơn tuần trước, tôi xem một cái bộ phim phóng sự mà một cái vị tướng nghỉ hưu. Cái vị tướng dặn rằng dặn lại chúng ta rằng để có được cái nền độc lập như chúng ta ngày hôm nay là vất vả đến chừng nào, khổ cực đến chừng nào. Cho nên có được hòa bình như ngày hôm nay là một cái sự hy sinh và mất mát rất lớn. Nay lớp trẻ bây giờ ráng để lo để giữ lấy vậy, lo mà giữ lấy. Không giữ được thì lỗi không phải do cha ông của chúng ta, do những người nằm xuống để cho chúng ta được cái nền hòa bình độc lập này, mà lỗi là do chúng ta vậy. Nay thì chúng ta thấy, tính cho đến thời điểm hiện tại này, năm 2020 này, đất nước của chúng ta có thể nói là vẫn gì? Rất ổn, khá ổn và rất ổn. Tất nhiên trong thời gian qua thì cũng có khá nhiều những bộ phận nhân dân họ bắt đầu là họ quay lên quay xuống, nhìn ngang nhìn dọc, họ hướng ra ngoài. Một bộ phận rất đông, cũng có thể nói là rất đông của giới trẻ bây giờ họ không quan tâm tới cái việc chính trị xã hội mấy nữa. Nói là họ không quan tâm tới mấy nữa, chứ không phải không quan tâm không đúng, tức là không quan tâm mấy nữa. Họ chỉ quan tâm đến kiếm tiền và kiếm tiền, làm giàu và làm giàu. Tìm cách làm sao đó cho họ làm giàu và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng họ không hiểu rằng tiền và làm giàu, nhà lầu xe hơi, biệt thự, san sát nhà lầu xe hơi vân vân, nếu như đất nước có chiến tranh, tất cả cũng trở về con số 0. Đất nước nội chiến hoặc là ngoại chiến, chiến tranh ngoại xâm cũng đều trở thành con số 0 hết các quý vị. Đến lúc đó nhà lầu xe hơi cũng phải bỏ để mà chạy thoát thân mà thôi. Mà không biết có thoát được không? Chạy đi đâu? Khi mà đất nước chúng ta như thế này, chạy đi đâu? Chạy lên rừng, lên núi thì
Bây giờ rừng núi nó chặt phá hết cây cối rồi, đất trơ trụi lụi ra rồi á, còn gì nữa đâu. Mà lên rừng lên núi thì đất nước chúng ta nó nhỏ bé thế này, lên rừng lên núi cũng khó để mà có thể chạy thoát được. Ngày xưa thì còn bảo là cây cối rừng rậm, vào trong rừng thì có ngô, có khoai, có sắn, có cây măng rừng, có cây rau rừng để ăn. Bây giờ vào rừng thì chặt bao nhiêu, 10 phần rừng cái trước năm 75 thì bây giờ chỉ còn có 3-4 phần, chặt đến 6-70% là rừng núi rồi còn đâu nữa. Chúng ta thấy chỉ có hơn 40 năm giải phóng, đi lên miền rừng núi của chúng ta mà xem cây cối còn ở đâu, rừng núi cũng còn mấy nữa đâu, hoang sơ điêu tàn, chỗ thì khai thác đào vàng đào quặng, phá rừng phá núi chặt cây, làm trồng hoa màu được 2-3 năm lại bỏ hoang, bãi cỏ xấu hổ, cỏ may lại mọc lên đầy đó. Cho nên bây giờ chạy lên rừng cũng khó mà sống, cứ lo bây giờ lớp trẻ bây giờ đại đa số cứ lo lo học làm sao để ra trường ấy, để có công ăn việc làm, kiếm được thật nhiều tiền. Các công ty doanh nghiệp cũng vậy, quan hệ làm sao đó để cho được nhiều tờ A4. Chúng ta xem mấy cái bộ phim hài mà hôm Tết ấy, nó bảo cái gì, cái thời buổi bây giờ chỉ cần có tờ A4 này làm giàu không khó. Sao nó đang, làm sao nó chạy, làm sao nó tìm, nó được một cái quyết định, nó đang bàn tay trắng, vay mượn tí tiền ngân hàng, chạy vậy lo lót để kiếm được một cái mảnh đất khoảng độ mấy ha, vài chục ha gì đó mà biến thành cái nơi gì ạ, làm thành cái nơi, thành công ty hay thành cái doanh nghiệp, xí nghiệp gì đó, rồi sau này nó lại biến thành cái nơi làm nhà, làm cửa. Thì đúng là một cái tờ A4 nó trở thành triệu phú, trở thành tỷ phú ngay mà. Đấy. Cho nên bây giờ nó học xong, nhiều người lớp trẻ bây giờ nó không quan tâm đến vấn đề chính trị, xã hội mấy nữa, mà nó quan tâm đến làm giàu và kiếm tiền. Nhưng mà qua cái đại dịch lần này á, thì tôi lại thấy cái lớp trẻ họ lại nghĩ khác đi nhiều. Tôi tiếp xúc với một số các bạn trẻ sinh viên hay đến chùa chúng ta, các bạn nói là qua cái đại dịch này họ lại nhìn nhận khác đi, lại nhìn nhận khác rồi, lại nghĩ về cái vấn đề là quốc gia dân tộc là quan trọng. Ngày xưa một số bạn trẻ thì nghĩ rằng cứ muốn theo Mỹ, cái gì cũng muốn là theo Mỹ, sống theo Việt Nam của chúng ta là gò bó, không được tự do ngôn luận, không được tự do báo chí, không được tự do nhân quyền, vân vân. Họ cứ lấy như thế, vì họ cứ bảo là theo Mỹ mới được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do nhân quyền, còn theo Việt Nam chúng ta không được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do nhân quyền. Nhưng thực tế không phải, chúng ta thấy Việt Nam chúng ta vẫn có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do nhân quyền, nhưng tự do ở trong khuôn khổ và hiến pháp của pháp luật nhà nước Việt Nam chúng ta cho phép, đúng không? Tự do báo chí là không có thể là anh viết một bài báo, anh phải chịu trách nhiệm với cái bài báo của anh. Anh đăng lên bất cứ một cái tòa soạn nào, ví dụ báo Nhân Dân hay là báo Công An hay là báo Thủ Đô, báo Người Hội Cao Tuổi v.v. anh phải chịu trách nhiệm bài báo của anh. Đó là tự do ngôn luận, cho anh đăng, nhưng anh đăng phải đúng sự thật, anh phải chịu trách nhiệm với cái bài viết của anh. Chứ anh không thể là anh viết thế nào viết, nói nào nói, kể cả anh đăng lên trang mạng xã hội anh cũng phải chịu. Còn nếu anh không chịu trách nhiệm như nước ngoài nó cứ đăng tin, chúng ta biết nó đăng tin sai sự thật lắm đó. Cho nên tự do ngôn luận là anh phải chịu trách nhiệm với ngôn luận của anh theo cái quy định của pháp luật của nhà nước, không có làm loạn hết đến ngay. Các vị biết, nếu mà tự do ngôn luận tôi có thể chửi các vị cũng có thể chửi tôi, là vì chửi nhau lúc đầu là chửi bằng miệng, sau cái chửi bằng miệng đó là làm bằng cái gì? Dùng nắm đấm, đúng không? Dùng nắm đấm chưa đã là dùng dao, dùng gậy, dùng gộc. Cái dao gậy gộc chưa đã là súng ống. Có phải bạo loạn không? Có phải là nội chiến không? Có phải chiến tranh không? Đó, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta mới phải biết rằng đất nước của chúng ta, tuy là chúng ta còn được xếp là đất nước đang phát triển, chưa phải là đất nước phát triển, trên thế giới đang phát triển, nhưng mà chúng ta cũng thấy là cái niềm vinh dự và hạnh phúc của đất nước chúng ta có cái nền chính trị là ổn định, một trong những quốc gia có cái nền chính trị ổn định trên thế giới bây giờ. Qua cái đại dịch này chúng ta thấy quả thật như vậy. Trên bảo dưới nghe, dưới ủng hộ trên dưới đồng lòng nhất trí,
Cho nên chúng ta hôm nay mới được ngồi đây, không có bây giờ chúng ta vẫn còn phải đóng cửa, mà còn không biết đóng cửa đến bao giờ. Chúng ta thấy các nước châu Âu như là Mỹ, Pháp, Nga, Đức, vân vân. Bây giờ họ lo giữ cái, do giữ mạng còn không được, do giữ mạng còn khó, chứ đừng nói là phát triển kinh tế. Hô hào phát triển kinh tế nhưng ai dám đi đến công ty để làm nào? Có ai dám đến không? Đến vài bữa sau này về lại ho khục khục ra rồi lại đi viện. Nếu mà không đề kháng không tốt ra thì mất tán thân mất mạng thì ai dám đi làm. Trước đây thì có thể là to mồm để bảo không sợ dịch Covid, nhưng bây giờ nó chết nhiều như thế rồi, không sợ cũng phải sợ. Trước bảo là chỉ người già mới chết, bây giờ người trẻ cũng chết, thậm chí là lực sĩ thể dục cái gì, thể dục thể hình đó. Nhưng vì lực sĩ thể dục thể hình nó cũng chết cơ mà, thì có nghĩa là những người đó là con người cực khỏe, khỏe như là lực sĩ cơ mà vẫn còn chết đó. Cho nên không phải là người già mới chết, trẻ cũng chết, khỏe cũng chết, vì nó là đường hô hấp mà, nó có phải là cái đường cơ bắp đâu, nó là đường hô hấp. Cho nên trẻ cũng chết mà khỏe cũng chết. Tất nhiên người già và những người có bệnh lý nền nhiều á, thì người đó thì sẽ dễ tử vong hơn đấy. Cho nên chúng ta thấy tự do báo chí, tự do ngôn luận đấy, tự do nhân quyền chúng ta có chứ không phải không, nhưng mà có ở trong cái phạm vi pháp luật cho phép. Chúng ta không thể dùng súng dùng đạn. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có cái chuyện mà cầm súng đi vào trường để bắn học sinh không? Không có. Các học sinh, các thầy cô giáo trong trường có làm gì nên tội đâu. Mà chúng ta thấy bên Mỹ vì tự do quá, cho con người chúng ta dùng súng, nhà nào cũng có thể có súng. Có thể người nào cũng có thể có súng được, cứ đủ tuổi trưởng thành là được mua súng, có giấy phép dùng súng là dùng súng. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy ở Mỹ năm nào cũng có đến, ít nhất cũng có hàng chục ca trở lên là gì, giết người hàng loạt do gì? Do dùng súng trái phép. À, do dùng súng gì? Dùng súng có phép. Nhưng mà họ gì? Họ lại đi bắn người. Mục đích dùng súng của chính phủ Mỹ là dùng súng để tự vệ ở trong gia đình của họ thôi. Nhưng nay thì họ đem súng đến cả nhà trường, ra cả nơi công sở, nơi công cộng, nơi quán bar, vân vân, nơi sân bóng để họ gì? Họ bắn người. Họ giết người hàng loạt. Đó. Chúng ta thấy cái mà tự do quá nó cũng có cái mặt trái của nó. Cho nên tự do phải có trong ở trong cái điều kiện cho phép thôi, mà chúng ta còn quản lý được á, thì đất nước nó mới không loạn lạc vậy. Cái văn hóa của người Việt Nam chúng ta này mà tự do cái kiểu tự cho tự do dùng súng, tự do báo chí, tự do ngôn luận đó thì chửi nhau suốt ngày các vị. Cái trình độ chúng ta phải nói thật với nhau á, là nó ở một cái trình độ mặt bằng xã hội chung á, trình độ chung của xã hội chúng ta mới ở trung bình khá mà thôi. Nói thật như thế. Chúng ta cứ bình quân trên 90 triệu dân Việt Nam, chúng ta tính xem đó, trong phần đó là bao nhiêu phần là nông dân. Mà nông dân thì đương nhiên là cái học thức của họ là hạn chế, có mức độ nhất định. Tầng lớp tri thức không có là mấy các quý vị. Cho nên đó, cái trình độ và cái hiểu biết của xã hội nó phân ra cái giai cấp rõ rệt. Tầng lớp tri thức và tầng lớp thì công nhân và tầng lớp nông dân. Đấy. Tri thức là tầng lớp bậc cao, công nhân là ở bậc trung trung, thì công nhân là chỉ cho những người trẻ, ít nhất cũng học hết cấp 2, cấp 3 rồi mà đúng không? Mà chỉ cho những người trẻ là cái tầng lớp này còn được, cái nhận thức là còn được. Còn tầng lớp dưới nữa là gì? Là nông dân. Chúng ta biết là khó lắm. Khó lắm các quý vị. Vì vậy mà bây giờ mà bảo là bình đẳng tất tất cho tự do ngôn luận, để chửi nhau, nói nhau đó, kiện cáo nhau á, thì không mấy mà đất nước chúng ta lại trở về con số 0, lại nội chiến hoặc là ngoại xâm. Bao nhiêu năm xây dựng đất nước, xây dựng nhà cửa, ruộng nương vân vân, chỉ cần một trận chiến tranh vài ngày thôi các quý vị đi sạch luôn, đi hết luôn, đi băng luôn. Chúng ta cứ nhìn một số nước ở châu Âu và ở khu vực Trung Đông bây giờ đang đánh nhau, chúng ta thấy bao nhiêu năm xây dựng thành những cái quốc gia vững giàu mạnh rồi á, trở thành gì? Trở thành là hoang tàn, tan nát, hoang sơ chỉ trong vòng có một thời gian rất ngắn thôi. Đó. Cho nên nay chúng ta thì nói là ân quốc gia, xã tắc,
Vì sao chúng ta phải mang ân? Vì nhờ có quốc gia xã tắc, nhờ có đảng, nhà nước, chính phủ, quân đội, công an, các ban bộ ngành từ trung ương đến địa phương lo lắng, bên ngoài thì lo chống giặc ngoại xâm, bên trong thì do gì chống giặc nội loạn, và định hướng phát triển kinh tế, văn hóa, ổn định chính trị cho gì, cho nhân dân, cho đất nước, cho dân tộc chúng ta, trong đó có chúng ta, có tôn giáo, có đạo Phật của chúng ta và có gia đình các Phật tử của chúng ta trong đó. Cho nên cái ân thứ hai trong bốn trọng ân đó chính là ân quốc gia xã tắc vậy. Ân thứ ba là gì? Là phụ mẫu sư trưởng giáo hóa tri ân, phụ mẫu sinh thành chi đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật. Sư trưởng tức là ân gì? Ân thầy tổ đó, là người thầy khai đạo hóa đạo cho chúng ta, người thầy quy tam bảo, truyền kinh giảng pháp cho chúng ta để chúng ta biết phá mê khai ngộ, bỏ vọng về chân, vân vân. Đó chính là ân sư trưởng, gọi là sư trưởng giáo hóa tri ân, ân sư trưởng giáo hóa dạy dỗ, bảo ban cho chúng ta biết được Phật pháp, biết được cái thiện để theo, biết được cái ác để bỏ, vân vân. Đó là ân sư trưởng giáo hóa tri ân. Phù mẫu sinh thành tri đức, tức là nhớ cái đức của cái công đức, công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ để mà lo báo đáp. Đó chính là hiếu đạo vậy, chí hiếu vậy, chí thành, chí kính vậy. Đó. Còn ân thứ tư là ân gì? Gọi là ân thập phương tín thí chi ân. Đối với người xuất gia như chúng tôi là nhớ ơn của gì? Của tín đồ Phật tử Đà Na tín thí thập phương á, các quý vị đến chùa để lễ Phật, để cúng dường, để cho gì chúng tôi có gạo để ăn, có muối để dùng, có nước để uống, có tâm để xỉa, vân vân, từ những cái nhỏ nhất như quê tâm cũng là gì? Nhờ ân Đà Na tín thí. Đấy gọi là trên thì báo tứ trọng ân, dưới thì gì? Thì tế tam độ khổ, hạ tế tam độ khổ, dưới thì cứu gì? Ba đường khổ tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Các vị thấy không? Ở chùa nào thì không biết. Hôm qua tôi gọi điện cho thầy chánh thư ký của Phật giáo huyện Ba Vì. Tôi là trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, gọi điện cho thầy để thông báo các công việc Phật sự ngày hôm nay. Thế tôi bảo thầy gọi cho các thầy, thầy gọi mãi thì không được. Thằng tôi mới bảo rằng ôi chắc giờ này giờ các thầy lên chùa buổi chiều, buổi tối. Thầy bảo ôi dồi ôi thầy ơi, các sư ở trên này có ai lên chùa buổi tối không? Trên này có nhà con hay lên chùa buổi tối, các sư có lên chùa buổi tối đâu. Thế tôi bảo đi tu mà không lên chùa buổi tối thì sáng chiều chiều mộ không lên chùa buổi tối thì lên chùa buổi gì? Và các thầy lên chùa buổi sáng đâu, còn tối các thầy thường không lên đâu. Thế tôi bảo thế đi tu các cụ ngày xưa bảo ngày ít nhất thì vừa hai thời sáng chiều chiều mộ mà. Các thầy mới bảo là các thầy chỉ buổi sáng buổi chiều thôi, còn tối thì không ấy lên. Không biết làm gì, gọi điện mãi không thấy ai nghe máy. Thầy tôi bảo ở dưới nhà con này á, ngày ít nhất cũng phải 4-5 thời, sáng một thời, xong rồi ấy, chiều một thời, tối một thời. Đấy là ngày ít nhất. Còn ăn cơm á, cũng phải niệm thực nữa. Ăn cơm trưa phải niệm thực, ăn cơm sáng niệm thực nữa. Như vậy thì tính thành thời khóa để hồi hướng một ngày ít nhất cũng phải 5-6 thời. Đấy cho nên các chùa khác thì tôi nói tôi không biết, nhưng riêng cái đạo tràng chúng ta, chùa chúng ta thì ngày ngày giống như quan điểm của thầy là như tổ ngày xưa, ngày Quy Sơn, tổ Bách Trượng với tổ Quy Sơn cái ngày dạy là một ngày không làm, một ngày không ăn. Theo quan điểm của các tổ như vậy là phải làm ở đây không cứ là phải đi ra làm cỏ hay là đi cuốc đất hay trồng cây mới là làm đâu, làm ở đây chính là tu đấy, hàng ngày phải tu. Tu đấy chính là làm, người xuất gia tu chính là làm. Hàng ngày mà lên chùa đối trước, tam bảo đối trước, điện Phật đối trước, tranh ảnh tượng Phật mà ai nấy cung kính dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, đó chính là làm đấy. Phật tử ở ngoài thì đi làm bằng gì? Làm bằng chân tay, làm bằng khối óc. Còn ở trong chùa thì cũng phải làm bằng dùng tất cả gì thân thể của mình đối trước Phật mà lễ Phật, sám hối tụng kinh niệm Phật, đem công đức thiện lành để hồi hướng cho. Trên thì báo đáp bốn trọng ân, dưới thì cứu giúp ba đường khổ, đó gọi là làm đấy. Đấy cũng là làm đấy các quý vị. Cho nên mỗi người ở trên xã hội này
Phật phân ngôi bổ xứ cho mỗi người làm một kiểu. Trời đất phân ngôi bổ xứ cho chúng ta mỗi người làm một cách, nhưng mà người nào cũng phải làm. Người xuất gia mà không tu hành, không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền, không trì chú, bỏ bê thời khóa lễ bái, suốt ngày đi chơi đi bời làm những cái việc tạp nham bên ngoài, thì đó không phải là làm vậy. Cái làm xây chùa xây chiền cái đó làm phụ thôi. Còn cái làm chân chính của người tu hành đó chính là lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, trì chú, sám hối, vân vân vậy. Đấy mới là cái việc làm chính của người tu, các vị nhớ. Việc làm chính của người tu là ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, sám hối và nghiên cứu tam tạng thánh điển của Đức Phật, tổ chức khóa tu giảng giải chính pháp của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng vậy. Đấy mới là cái việc làm của người tu. Đấy là việc làm chân chính của người tu chúng ta, người xuất gia chúng tôi. Còn những cái việc khác là việc phụ, việc này mới là việc chính. Hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, đó mới là việc chính. Trên thì cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật làm kim chỉ nam, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy, đó mới là cái việc làm của người tu. Đấy, chúng ta thấy nó có khác nhau chỗ đó. Người ngoài đời chúng ta phải làm ra sản phẩm, làm ra kinh tế thì mới là làm. Người tu hành thì phải hoằng dương Phật pháp lợi lạc quần sinh, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy tam tạng thánh điển của Đức Phật làm kim chỉ nam, trên địa cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, đó mới gọi là gì? Là việc làm đích thực. Việc làm chân chính nhất của người đệ tử xuất gia của Đức Phật là như thế. Còn Phật tử của tại gia chúng ta gì? Ngoài cái làm ra kinh tế để nuôi sống gia đình nhà mình, góp phần xây dựng, phát triển, ổn định xã hội, đất nước, dân tộc, là còn có một cái việc làm nữa, đó là chúng ta phải hộ trì gì? Hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp. Đức Phật phó chúc cho chúng ta mà. Chúng ta lại còn thêm một cái gánh, gánh ở bên một vai nữa. Một vai bên này chúng ta gánh nặng gia đình và xã hội. Phật bảo chúng ta lại gánh thêm một vai bên này nữa. Đó là gánh gì? Trọng trách để hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp. Đúng không? Có phải không? Trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy đấy. Các vị đọc kinh Di Giáo sẽ thấy Đức Phật dạy cái việc truyền bá mạng mạnh của Phật Pháp, Phật phó chúc và giao cho các đệ tử xuất gia. Còn cái việc hộ trì Phật Pháp, hộ trì Tam Bảo, Phật phó chúc và giao cho gì? Cho các Phật tử tại gia chúng ta. Trên thì từ Thiên Long Bát Bộ, dưới thì đến gì? Đến các vị quỷ thần và con người chúng ta. Cho nên chúng ta thấy trong các kinh điển, đặc biệt là kinh điển Đại Thừa Phật Giáo, chúng ta thấy không chỉ có con người chúng ta hộ trì Phật Pháp đâu, mà còn chư vị Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, Già Lam Chân Tể, các ngài cũng phát nguyện hộ trì Phật Pháp nữa. Cho nên chúng ta tụng kinh như thế này, niệm Phật như thế này, đạo tràng tu tập như thế này, sẽ được gì? Ngoài chư Phật Bồ Tát, chư Thánh Tăng gia hộ ra, chúng ta còn được các vị gì? Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần cũng gia hộ chúng ta nữa. Các ngài cũng đến để học Phật, đến để nghe giảng và đến để cùng tu với tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta, và các ngài hộ trì cho chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái điều này là Phật Pháp chúng ta đã cảm hóa được không chỉ con người, không chỉ đối tượng là loài người, mà đối tượng là cả các vị gọi là Thiên Long Bát Bộ quỷ thần cũng được cảm hóa, cũng được giác ngộ. Và các vị cũng phát nguyện hộ trì Phật Pháp. Có các vị ấy thì mới thiên ma ngoại đạo. Ma cũng có thiên ma các quý vị nhé. Không có chư thiên là quái trời, thứ sáu là quái trời tha hóa từ tại thiên. Quái trời đó là không, họ không có thích Phật Pháp. Họ muốn phá hủy Phật Pháp. Họ muốn không muốn cho Phật giáo tồn tại ở trên nhân gian này, ở trên quái trời người này. Vì sao? Vì có người tu theo Phật họ được giải thoát, thì không còn nhiều người theo họ nữa. Cho nên chúng ta biết là thiên ma ba tuần chính là vua của quái trời lục dục. Quái trời thứ sáu là quái trời tha hóa từ đại thiên đó. Quái trời cao nhất của lục dục thiên chính là thiên ma ngoại đạo ấy. Chúng ta thấy vì vậy mà phải có các vị Thiên Long Bát Bộ quỷ thần, ngoài chư Phật Bồ Tát gia hộ ra, phải có các vị hộ trì Phật Pháp. Phật Bồ Tát đó thì hộ trì bảo vệ chúng ta khỏi cái hoạn nạn của thiên ma. Còn các vị Thiên Long Bát Bộ thì hộ trì bảo hộ cho chúng ta thoát khỏi cái nạn gì?
các loạn đó, tà ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái, các vị tinh mị vân vân. Còn các vị thiện thần nhỏ nhỏ ở thế gian này, như là Long thần, Hộ Pháp, Sơn thần, Thủy thần, Địa thần, Long mạch thần vân vân, các ngài thì giúp đỡ cho chúng ta, bảo vệ cho chúng ta thoát khỏi cái cảnh gọi là yêu tinh quỷ mị, tà tinh. Quỷ mị nó nhỏ nhỏ thôi, còn lớn lớn là phải đến các vị gì, chư thiên, thiên long bát bộ thì mới bảo vệ được, mới đánh đuổi được cái thế lực ấy. Còn đối với thiên ma thì phải gì, chư Phật Bồ Tát mới gì ấy, mới xua dẹp được cái thế lực ấy. Chứ còn chư thiên ở dưới quái tứ thiên vương hay Đao Lợi Thiên nhìn thấy thiên ma đến còn phải chạy mất dép. Vì sao? Vì phúc của thiên ma ngoại đạo lớn hơn, thần thông công đức của thiên ma ngoại đạo cũng gì, cũng cao hơn, thọ mạng cũng nhiều hơn, binh lính cũng mạnh hơn, thần thông công đức cái gì cũng hơn. Cho nên tứ thiên vương với Đao Lợi Thiên, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên nhìn thấy thiên ma ba tuần đấy còn gì, xin lỗi các vị, có khi đứng mà không vững chân thì làm sao mà có thể chống đỡ lại thiên ma ba tuần được, mà chỉ có Phật Bồ Tát. Bồ Tát ở đây phải là những vị đại Bồ Tát chứng được cái quả vị gọi là đẳng giác, diệu giác, nhân đến nhất sinh bổ sứ Bồ Tát trở lên như Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng Đại Sĩ, rồi mới gì, mới có thể đối đầu được với thiên ma ba tuần. Còn các vị sơ phát tâm Bồ Tát từ hàng thập địa trở xuống thôi, nhìn thấy thiên ma ba tuần thôi, tốt nhất là gì, thôi lánh mà đi thôi, nước sông không phạm nước giếng, việc ông làm, việc tôi làm, để hai bên đấy còn yên. Còn đối đầu với nhau chưa biết là bên nào sứt đầu mẻ chán đâu. Chỉ có hàng đại Bồ Tát cho đến chư Phật mới hàng phục được thiên ma mà thôi. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng trong cái ngày xưa chúng tôi học, chúng tôi tu, chúng tôi cũng có nghiên cứu rất sâu về cái phương pháp là biện ma, và cái cách gì, cái cách trị ma ấy. Thì ngày xưa chúng tôi trước khi muốn nhập thất mà cho nên phải học những cái đấy. Có rất nhiều loại ma nha, không phải ít đâu. Nói về tứ ma hay nói về vô lượng vô biên các loại ma rất nhiều. Nhưng chung quy lại tất cả các ma đều không ra khỏi cái tâm của mình. Tâm chúng ta mà thanh tịnh mà chân chính thì không có ma gì có thể phá được, kể cả thiên ma. Tâm chúng ta chân chính thanh tịnh nhất tâm thì thiên ma chẳng làm gì được. Như bất động vô khứ vô lai, tại thánh không tăng, tại phạm chẳng giảm, tâm ấy tính ấy chính là tu theo tình độ, chính là A Di Đà Phật. Tu theo thiền chính là Phật tính, là chân như, là bồ đề, là niết bàn, là thực tướng, vân vân. Thì cái tâm đó thiên ma cũng chẳng làm gì được. Trụ trong cái tâm ấy thiên ma chẳng làm gì được. Nhưng sợ rằng chúng ta không trụ được ở trong tâm ấy mà thôi. Đấy, cho nên nói người tu chúng ta phải nhớ đến gì? Nhớ đến báo bốn trọng ân và hạ thì tế tam đồ khổ. Tức là hàng ngày tu tập, các vị đến đây sẽ buổi sáng các sư ăn cơm phải đem cơm cúng Phật cúng tổ. Chùa nào tôi không biết, nhưng chùa riêng chùa đây buổi sáng các sư ăn cơm phải đem cơm cúng Phật cúng tổ, không được quên. Đặc biệt là buổi trưa, tức là ăn chay ngọ đó, ngoài cơm cúng Phật cúng tổ và cúng vong ở ngoài tháp ra, ngoài dưới ban địa tạng và dưới nhà vãng sinh đường và ngoài tháp cho các cụ vong á. Các cụ vong ở đây chính là Phật tử đồng tu của chúng ta đó, tức là toàn là đệ tử của thầy hết mà. Toàn là Phật tử, là đệ tử theo thầy và theo chư tăng đây để tu. Thì có phải là người xa lạ không? Không. Các cụ vừa mất đi, các cụ nếu chưa được vãng sinh hoặc các cụ không bị đọa vào trong ba đường ác thì cái nơi đâu là nơi các cụ đang ở? Đó chính là tháp báo ân. Nơi mà các cụ đang ngự để tu, đang ở đó để mượn cảnh để tu, để cầu được siêu thoát hoặc cầu được sớm được thoát hóa đầu thai về cõi người, cõi trời. Chính là những đồng tu, những đồng đạo của chúng ta. Chính là Phật tử của thầy, đệ tử của thầy. Cho nên một ngày thầy cũng bảo các vị là ít nhất một ngày đem cơm cúng Phật cúng tổ ở đâu thì cúng ở ngoài tháp cũng như thế. Phải cúng hết. Cho nên các Phật tử chúng ta mà đăng ký nhập tháp sau này mà mất thì đừng có sợ là chết đói. Ngày nào cũng được ăn thật no thôi. Nương vào Phật Pháp ăn no như các sư ăn no bao nhiêu thì chúng ta ăn no như thế. Các thầy ăn cái gì thì chúng ta được ăn như thế. Đó. Không có sợ là thầy bỏ đói đâu mà lo. Ngoài ra thì buổi trưa ngọ cũng thí thực như thế, cũng thực như thế, niệm thực như thế. Trên thì cũng giảng chư Phật Bồ Tát.
Giữa thì các vị là thiên long bát bộ quỷ thần, dưới thì thập loại cô hồn. Và vong linh bách gia chăm họ đem về quy tam bảo và nương tựa vào chư tăng ở đây để tu, nương tựa vào chùa cảnh đây để tu, nương tựa gửi cho cốt nơi tháp báo thơ báo ân để tu. Còn buổi chiều tối thì sao? Các sư lên tụng kinh. Chúng ta thấy lên tụng kinh và cúng gì? Cúng thí thực, cúng mông sơn thí thực đó, cho thập loại cô hồn chúng sinh đó. Thì có gì? Trong thập loại cô hồn chúng sinh đó thì gồm là có gì? Có ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. À, chúng ta thấy không? Ở trong thiền môn nó làm cái gì nó không có dư, không có thừa đâu các quý vị. Làm vừa đủ, không dư, không thừa, cũng không thiếu. Chúng ta chỉ sợ thiếu thôi, còn dư thì không lo. Cho nên chúng ta thấy cứ khoảng độ 5 giờ chiều các sư phải lên, bận thì đâu đến bận cũng phải lên thì tụng kinh. Không lên được tất cả, cũng ít nhất cũng phải lên được 1-2 vị sư để tụng kinh và thí thực. Không? Trong cái khi thí thực chúng ta thấy ở trong kinh Phật dạy đấy, muốn cho những chúng sinh ở dưới địa ngục ấy, và cõi ngạ quỷ ấy, nó được bớt khổ và họ thọ nhận được cái ẩm thực, cái đồ cúng chúng sinh, ấy, đồ cúng cháo đó, mình nói nôm na là cúng cháo đó, thì nó phải thỉnh đại hồng chung. Cho nên chúng ta thấy khi mà cứ các chùa cứ buổi chiều chiều tầm mặt trời dần dần xuống núi hoặc xuống núi rồi đó, bắt đầu là chư tăng các nơi là phải, miền Bắc chúng ta ngày xưa là phải tụng kinh A Di Đà đó, nhưng tùy theo đạo tràng là tụng kinh gì tụng, nhưng mà miễn là tụng kinh xong là phải có thí thực. Trong khi thí thực đó thì muốn cho chúng sinh ở trong địa ngục á, nó muốn được dừng khổ tạm thời một thời gian á, trong khoảng độ 15-20 phút gì đó, tùy theo người thỉnh chuông. Nếu thỉnh chuông mà từ từ thì hết khoảng 20 phút, thỉnh nhanh thì khoảng 12-15 phút thì hết ba hồi chuông, ba hồi mấy tiếng chuông đó. Thỉnh đại hồng chung như thế là gì? Nương vào cái thần lực và thần thông công đức của mười phương chư Phật Bồ Tát Tam Bảo Hiển Thánh Tăng đó, thì cái tiếng chuông nó vòng xuống tần xuống đến gì? Đến thấu gì? Thấu dưới địa ngục A Tỳ, trên thì tới tận quái trời hữu đỉnh. À, lên trên thì để cúng dường, xuống dưới để siêu độ. Cho nên trong kinh giải thích rằng mỗi khi nghe tiếng đại hồng chung thỉnh lên như thế thì những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đặc biệt là cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh, xin lỗi, cõi địa ngục, những tội khổ chúng sinh, tội khổ trong đó được tạm nghỉ ngơi. Diêm Vương khi đó là nghe thấy tiếng chuông chùa, tiếng đại hồng chung đó, thế là tiếng chuông chùa, liền là cũng gì thay quần áo đi ra để lễ gì? Lễ Phật. Diêm Vương cũng lễ Phật, cũng tụng kinh các quý vị. Các vị đọc kinh Địa Tạng có thấy Diêm Vương có lễ Phật tụng kinh không? Có. Diêm Vương á cũng là đệ tử của tại gia của Đức Phật, cũng như Phật tử chúng ta này. Diêm Vương cũng muốn tu để sớm thành Phật. Vì Diêm Vương á, phần lớn là Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo các ngài là pháp thân đại sĩ để hóa thân để vào nơi đó để giao hóa độ sinh, như kinh Địa Tạng nói chúng ta tụng rõ hết rồi đúng không? Đó, thầy không nói lại nữa. Cho nên Diêm Vương các ngài đến giờ cũng gì cũng đi thay y áo, dừng hết cái việc xử xét lại để đi lễ Phật tụng kinh và ra lệnh cho các ngục tốt là gì? Những chúng sinh nào ở trong các địa ngục nó có nhân duyên, nó nghe thấy tiếng đại hồng chung ở trên cõi đất này, nó nghe thấy lời kinh tiếng kệ của chư tăng tín đồ Phật tử chúng ta tụng kinh và nó gì, nó khởi cái thiện tâm thì các ngươi thì hãy tạm thời tháo gông, tháo cùm, tháo xiềng xích và dừng lại cái việc hành hình để cho nó được nghỉ ngơi một chút. Và khi đó Diêm Vương ra lệnh cho nghỉ ngơi rồi đúng không? Ra lệnh cho ngưu đầu ngục tốt là cho các tội nhân nào mà nó phát bồ đề tâm, nó tín Phật, niệm Phật, nó cải tà quy chính ấy, rồi thì nó ăn năn sám hối rồi thì cho nó nghỉ ngơi. Và khi đó cái giờ nghỉ ngơi đó ở trên này chúng ta mới ở trong chùa thì ngoài gác chuông thì thỉnh chuông, đúng không? Thỉnh đại hồng chung. Ở trong tam bảo thì các sư tụng kinh và Phật tử cũng tụng kinh và cũng thí thực và nương vào thần lực và công đức thần thông của Phật những cái đồ chúng ta thí thực đó nó từ là chỉ là có 7 hạt cơm với 1 chén nước thôi các quý vị. Đúng ra Đức Phật dạy cũng chỉ cần 7 hạt cơm với 1 chén nước thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta cẩn thận hơn, chúng ta còn nấu cả mấy bát cháo rồi một tí bỏng, tí ngô, tí bánh, tí kẹo cho vào đấy bày cái mâm ra ở ngoài hiên chùa, thường là như thế để cúng. Đức Phật nói chỉ cần 7 hạt cơm thanh tịnh
cơm này phải là cơm chưa ăn tới nhé. Chúng ta nấu chín cơm phải lấy cái bài hạt này để dành trước. Chứ còn chúng ta không được ăn xong rồi lấy cơm nguội ăn thừa mà cúng thì không được. Nếu cúng cái đó thì gọi là gì ạ? Gọi là bất kính. Đó, gọi là bất kính. Thiếu bảy, không đủ bảy hạt cơm thì gọi là xẻn. Tức là gì? Xẻn tức là keo kiệt đó. Tức là cũng không đủ để biến ra. Cho nên ít nhất phải là bảy hạt cơm. Cũng không nên nhiều quá thì nó phí phạm. Chị nói bảy hạt cơm nói là bốn bánh một tấc tề hình móng tay mà. Tức là bốn bánh thì khoảng một tấc, tức là bằng cái đầu ngón tay này thôi. Nếu có bốn và bánh, nếu bật lòng bằng đầu ngón tay, chúng ta cứ đo lường nó khoảng bằng bảy hạt cơm trở lên là được, nhưng mà không được ít hơn bảy hạt cơm. Đấy, cho vào cái bát nước trắng á, đừng có cho vào bát nước chè hay bát nước coca hay là bát sữa gì á, cho bát nước trắng tịnh thủy, gọi là thanh tịnh thủy, để cho trong bảy hạt cơm ấy. Nếu chúng ta thường thường á, các chùa mà không có nấu cháo và đồ cúng á, bày ra một cái mâm ở ngoài hiên chùa, thì thường là họ lấy bảy hạt cơm đó cho bát nước và để lên trên ban của Đức Thánh Hiền. Ban của Đức Thánh Hiền nhé, không để ban Đức Ông, mà để lên ban Đức Thánh Hiền và các sư lên cúng. Tụng kinh xong á, kinh A Di Đà hay kinh gì cũng được không sao. Nhưng tụng kinh xong một cái bắt đầu bắt vào á, từ nhược nhân dục liễu chi tam tế nhất thiết Phật, ưng quan pháp giới tinh nhất thiết duy tâm tạo phá địa ngục chân ngôn, nó giả là đi ra xa bà A đó, chúng ta thấy không? Đến cái lúc đó có cái câu gì? Ở ngoài kia bắt đầu gì? Ở trong này bắt đầu vào nhược nhân dục liễu chi, thì ở ngoài kia bắt đầu rung chuông, rung đại hồng chung. Ngoài kia vừa rung hết cái gì? Vừa bắt đầu rung là nguyện thử trung thanh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sinh thành chính giác đó. Bắt đầu rung bảy tiếng chuông, bắt đầu bùng 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 lên ngoài, bắt đầu ở trong này bắt đầu là cũng bắt đầu vào đi, bắt đầu vào là nhược nhân dục liễu chi tam thế nhất thiết Phật ưng quan pháp giới tinh nhất duy nhất nhất thiết duy tâm tạo phá địa ngục chân ngôn, án giả là đế ra sa bà ha, bắt đầu đọc câu thần chú ấy. Khi đọc câu thần chú ấy thì tất cả cánh cổng địa ngục bắt đầu gì? Được từ từ mở ra. Đấy là hiệu lệnh của ai? Hiệu lệnh của Đức Phật. Đấy là cái lòng bồ đề, cái tâm từ bi của Đức Phật đã gì? Gọi là đã nói với Diêm Vương, nói với các vị Diêm Vương rằng sau này tôi nhập Niết Bàn đi, mỗi khi ở trên nhân gian này nghe tiếng đại hồng chung, ở đâu có tiếng đại hồng chung, tức là ở đó có gì? Có tăng ni, có tín đồ Phật tử, có đệ tử của gì? Của Như Lai. Mỗi khi ở đâu các ông nghe tiếng đại hồng chung, tức là ở trên nhân gian nơi đó thì có người tu tập theo thiện pháp, tu tập theo chính pháp của Như Lai, có người phát tâm bồ đề, có người hành bồ tát đạo, và có người muốn cứu độ chúng sinh, lúc đó các ông phải gì? Hộ trì tạng pháp của Như Lai. Các ông lúc đó phải cho các tội nhân nơi mà các ông cai quản, các ông đang giam giữ họ đó, thì thôi cho họ cơ hội. Các cụ ngày xưa nói rồi, đánh người cái gì? Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, đúng không? Bây giờ họ xuống dưới, họ ăn năn, họ sám hối, họ biết rằng họ gây tội khổ rồi, họ sợ rồi, thì thôi cho họ cái cơ hội để họ được nghe kinh, họ được nghỉ ngơi, họ được ăn, được uống, được nghe kinh, ngoài cái lúc thọ hình khổ ra. Đấy. Thì bây giờ các ông ấy, cho họ nghỉ một ngày có khoảng 30 phút thôi mà. Ấy, cho họ nghỉ một chút. Và từ cái chỗ họ được nghỉ, được ăn đó, họ mới thay đổi. Bình thường đó một ngày 24 tiếng đồng hồ, tôi lấy vào cái giờ của thế gian chúng ta thôi cho dễ hiểu nhé. 24 tiếng đồng hồ mà được nghỉ chỉ có gì? Có khoảng 30 phút hoặc một tiếng đồng hồ hoặc là 2 tiếng đồng hồ là cùng thôi. Cái lúc đó là cái lúc bắt đầu chư tăng bắt đầu thỉnh đại hồng chung và cúng thí thực khắp ở trên trái đất này đó. Ở nơi đâu có tăng ni tu tập thì nơi đó tăng ni thường phải tu tập như thế. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật mới dạy rồi. Tăng ni ăn cơm buổi trưa mà không cúng thí thực thì không phải là tăng ni, không phải là đệ tử của Phật, mà là kẻ ngoại đạo, ăn trộm pháp của Phật vậy. Ở trong chùa tức là ở trộm trong trụ xứ của Phật vậy. Ăn cơm của đàn na tín thí tức là ăn trộm gì? Ăn trộm của Phật vậy. Đó, chúng ta thấy không? Và ngược lại cũng thế, buổi chiều lại mà tăng ni Phật tử mà không tu tập, không đem công đức hồi hướng để độ cho những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì Phật dạy cũng không phải là đệ tử của Ngài vậy. Đó, cho nên tăng ni xuất gia là ít nhất là phải sáng chiêu chiều mộ là như thế.
Sáng chiêu tức là lên thời khóa gì? Thời khóa buổi sáng. Chiều mộ tức là phải lên thời khóa buổi chiều tụng kinh, ít nhất phải được hai thời vậy. Chùa xây lên không phải là để kiếm tiền, không phải là để phục vụ gì cho tăng ni chỉ ăn và hưởng thụ thôi, mà chùa chiền xây lên là để hoằng pháp, để độ sinh. Trên thì khất cầu giáo pháp của Đức Phật để minh tâm kiến tính, dưới thì giáo hóa cứu độ chúng sinh để báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Đó, chùa chiền xây lên nó phải như thế. Cho nên chúng ta thấy khi mà ở trong ngoài kia thì thỉnh đại hồng chung, tiếng chuông rung lên để Diêm Vương là gì? Biết là thôi đã đến giờ chư tăng ở trên nhân gian là đi lễ Phật, đi tụng kinh rồi. Liệu lúc đó là Diêm Vương mới bảo với các ngưu đầu ngục tốt, với tất cả các ngục hình, thôi tất cả gì cùng nghỉ để cho gì? Cho các tội nhân nó nghỉ một chút, nó tắm rửa, nó nghỉ ngơi một chút để cho nó đi nghe kinh, để cho nó đi lễ Phật. Đấy, mà chính Diêm Vương cũng đi lễ Phật đấy các quý vị. Ngưu đầu ngục tốt vân vân cũng đi lễ Phật đấy các quý vị. Tất nhiên là không phải là tất cả các Diêm Vương đều tín Phật, nhưng mà đại đa số là đều tín Phật, cũng như nhân gian chúng ta vậy. Đó. Cho nên nơi nào có những vị chân tu thạc đức tu hành thì chúng sinh ở dưới quái âm ở cái khu vực ở nơi đó, các cụ ngày xưa nói là bán kính khoảng 40 cây số vuông. Nơi đâu mà có những bậc chân tu, có chư tăng tu hành chân chính, có tín đồ Phật tử mộ đạo cùng hộ pháp và tu hành chân chính trong một đạo tràng với nhau, thì trong phạm vi khoảng 40 cây số vuông hoặc cây số đường tròn đó, đường kính tròn của 40 cây số, có cái tiếng vọng của cái đại hồng chung và cái sự tu tập của đại chúng ở trong một khu vực đó, thường thường nó phạm vi nó lan tỏa ra được khoảng cái thời khoảng cái không gian đấy, khoảng cái không gian đấy, cái địa giới ấy đó. Cho nên ước chừng khoảng tầm mấy trong cái ở dưới quay âm thì cái tiếng chuông chúng ta thỉnh nó vọng xuống dưới kia, Diêm Vương đi lễ Phật, còn các tội nhân thì được nghỉ ngơi. Và khi nói các sư ở trong này phá địa ngục chân ngôn, án giả là đế ra sa bà ha, án giả là đế ra sa bà, án giả là đế ra sa bà ha, một cái bắt đầu cánh cổng địa ngục cứ từ từ là gì mở ra, và mọi người ở dưới đó thì tự nhiên là khóa ở trên tay, khóa ở như chân gông ở trên cổ cũng từ từ là gì, tự nhiên là gì hết sạch, không còn gì nữa. Thân thể mình mẩy đang máu me be bét thì tự nhiên là thấy thân thể của mình gì được lành lặn, được bình thường trở lại. Và sau cái phá địa ngục chân ngôn thì chúng ta gì? Đến mấy cái câu thần chú, nó đến cái câu gì? Câu thần chú gọi là biến thực chân ngôn, biến thủy chân ngôn, nhất tự thủy luân chân ngôn, vân vân đó. Cho đến phả cúng giảng chân ngôn, á ngang nắng tam bảo, phả việt nhật la học đó, vân vân. Đó tức là chúng ta đem cái đồ chúng ta cúng niệm biến thực chân ngôn từ bảy hạt cơm này á. Trong kinh Phật dạy lần đầu tiên là quán thì bảy hạt cơm này chuẩn bị đầy đủ. Bảy hạt cơm này sang câu thần chú thứ hai biến lên này thành bảy lần á, tức là một cốc cúng như thế này, câu chú thứ hai biến thành gì? Bảy cốc cúng. Câu chú thứ ba biến thành 49 cốc cúng. Câu chú thứ tư biến thành gì? Vô lượng vô biên cốc cúng, tức là cái đồ cúng đó. Câu chú thứ năm là gì? Biến thì cái đồ cúng nó biến thành chật đầy giấy cả hư không. Câu chú thứ sáu là biến thì cái thức ăn gì? Toàn thành thức ăn cam lộ, ngon ngọt, bổ dưỡng, vân vân. Câu chú thứ bảy, tức là câu thần chú, là câu chú quyết định là nguyện cho gì? Tất cả những cái thức ăn này đều đem xuống gì? Cho những chúng sinh ở dưới gì? Dưới cõi khổ ba đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Đó, chúng ta thấy không? Đây là cái phương pháp gọi là quán tưởng, khi mà trì chú biến thực chân ngôn. Rồi biến thủy cũng gì? Cũng đọc tương tự như thế, nhưng từ cái chỗ thức ăn biến thành gì? Thành nước uống, thành canh thôi, thành cái vị, ví dụ như là mình ăn canh gì, rau dền nấu gì, nấu xuông hả? Chứ mình không nói nấu dền, rau dền nấu cua nhá. Chúng ta tu Phật mà là bảo rau dền nấu canh cua thì chết toi. Rau dền nấu canh xuông, hay là rau sắng nấu canh xuông, vân vân. Nhưng mà nương vào thần lực của Phật ăn đi, ăn vẫn thấy ngon đúng không? Chúng ta lên chùa ăn chay vẫn thấy ngon đúng không? Ở nhà ăn chay có thể không thấy ngon, nhưng lên chùa ăn chay thì thấy rất là ngon. Vì sao? Vì ở cảnh giới của nhà chùa nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Cái tâm của chúng ta thành kính Phật, cho nên chúng ta ăn chay ở nhà chùa, ăn có khi chỉ có miếng đậu cũng như thế, nhưng mà ăn rất là ngon.
Có cái rau luộc, rau xào cũng như thế, nhưng mà ăn rất là ngon. Cái đợt năm 2015, phu nhân của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên trên chùa với anh con trai bác Nghị, hai mẹ con lên chùa để ăn cơm trên chùa Tản Viên. Mình cứ nghĩ rằng là phu nhân của Thủ tướng như thế là cành vàng lá ngọc thì phải ăn những cái đồ ấy, thì tôi mới bảo là thôi, ngoài một tôi làm hai thứ, tôi bảo là bảo các bác ở trong chùa là hái rau rừng để làm, hái toàn rau rừng, rau trên là rau báng nè, rau chua chua gì nó mọc ở trên khe đá ấy. Rồi mấy cái rau rau dớn đây này, rau dớn nó xào với lá đu đủ. Tôi nghĩ rằng đấy, tôi làm hai món ăn, một là món ăn mua những cái đồ chay ở dưới Hà Nội về để làm để đãi khách, một là toàn những đồ rau rừng thôi để xem bà ăn cái gì. Tôi nghĩ trong bụng là chắc là người ta cành vàng lá ngọc thì người ta làm gì ăn những cái rau rừng như là mình ăn đâu. Thế mà không ngờ là bà ăn, bà kêu ngoan và bà ăn 4 lần sấy cơm. Và bà nói rằng hơn 20 năm nay con mới ăn ngon như thế thầy ạ. Đây không, đây là câu nói thật lòng. Và anh con trai là bác Nghị á. Bác Nghị bây giờ đang là bí thư ở trong An Giang. An Giang hay cái gì có đảo Phú Quốc ấy. Bác cũng ăn thì ăn đến 4 lần sấy cơm. Bác bảo con nó từ khi sinh ra đến hôm nay con ăn nhiều cơm nhất đấy thầy ạ. Không, một câu nói thật lòng. Ăn một cách là gì rất là ngon mà cứ thế là cái rau mà mình thấy là mình cho là cái rau rừng á, nghĩ là cành vàng lá ngọc họ không ăn. Phu nhân Thủ tướng mà các vị, cành vàng lá ngọc, mình nghĩ là họ không ăn. Mà thôi, cái đĩa rau báng là hết đầu tiên. Ăn mà nó ráp. Nhưng mà hết đầu tiên cái đĩa rau dớn với cái lá đu đủ á, xào á, cũng là hết đầu tiên. Còn cái đồ chay á, các vị có ăn đâu? Không ăn. Ăn rau rừng. Thế xong, ăn xong tôi mới hỏi rằng, thế thì bác hôm nay ăn có cảm thấy ngon miệng không? Bảo ngon lắm thầy ạ. Thì mấy hôm nữa mà lên lễ tạ thầy lại cho chúng con ăn cái rau gì đấy nhá. Cái rau gì đắng đắng thì ngon lắm. Thì cái rau dớn ăn với lá đu đủ á. Với cái rau báng á, bảo ngon lắm. Đấy. Cho nên đến trong chùa, cảnh chùa thanh tịnh làm cho tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng ta ăn cái gì? Ăn rau, ăn cỏ cũng thấy ngon. Đúng không? cái rau chua chua, cái càng cua ở trên mọc cái trên hòn đá đấy, các sư ngắt về là nấu được hơi chua chua, ăn là cứ húp, xin lỗi các vị nói nó hơi thật một chút, húp lấy húp để 2-3 bát nước canh. Cả thầy cũng húp, cả Phật tử cũng húp với nhau, kêu ngon với nhau hết. Ngoài là uống nước canh, nó đúng hơn. Đấy, chúng ta thấy các Phật tử chúng ta đến chùa thấy phải không? Ở nhà thì bảo á, nếu mà Phật tử đi chùa thuần thành thì thầy không nói là gì. Trong hội trường này có các ông, các bác nào mà đi chùa 1-2 lần, đặc biệt lần này lần đầu tiên á, thì trưa hôm nay ngồi và ăn cơm ở chùa Khai Nguyên này á, thì cũng có thể thấy không thấy ngon bằng sơn nào hải vị chúng ta ăn ở nhà, nhưng mà thấy cũng được. Nhưng mà về nhà mà vợ con mà bảo là thôi hôm nay em nấu chay cho anh ăn thử xem á, úi gì mang lên thì lườm định nguýt, có mà ăn được khối. Vì mà ăn là gì? Ăn rau muống luộc nó gì nó chả có cái vị gì cả, rau muống xào á, chả vị gì, sao ăn ở trên chùa nó ngon thế? Cũng là rau muống luộc, rau muống xào, nhưng ăn ở chùa nó ngon. Gọi là tâm mình vậy. Tâm sinh á, tâm á, đối với cảnh tâm nó kết hợp với nhau, hài hòa với nhau mà chúng ta cảm thấy ăn ngon. Còn ở nhà chúng ta ngày nào bưng lên mâm cơm cũng phải có gì? Có trứng, có trứng rán, có trứng ốp nếp, hay là có cá, có thịt rồi, nó quen rồi. Bây giờ bưng lên tự nhiên ngày đầu tiên đi về bưng lên trong gia đình chúng ta nó gì? Nó chỉ là rau dưa củ quả, muối cà tương ớt ở trong mâm cơm, thấy nó lạ. Cho nên tâm chúng ta cảm thấy một cái gì nó thiếu thiếu, vì vậy ăn nó không ngó gì, không ngoan miệng có gì đâu. Vì vậy mà trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Lăng Nghiêm mới nói gì? Nhất. Cả kinh Hoa Nghiêm chứ. Kinh Hoa Nghiêm nói là nhất thiết duy tâm tạo là như thế đó. Và cái câu mà chúng ta đọc là nhược nhân dục liễu chi tâm thế nhất thiết vật ưng quan pháp giới tính nhất thiết duy tâm tạo đó, rút ở trong kinh Hoa Nghiêm đó, bài cúng cháo đó các quý vị, rút ra trong kinh Hoa Nghiêm đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật lại giao phó cho chúng ta tăng ni Phật tử, chúng ta đều có những cái trọng trách để hoằng pháp, để hộ trì Phật pháp, làm cho Phật pháp hưng long,
khiến cho chúng sinh ở nhân gian đều được lợi lạc vậy. Vì vậy mà chúng ta thấy là đây cụ tổ cụ lại trả lời tiếp này, trở lại bài cụ tổ cụ trả lời tiếp rằng hai vị tổ sư như là gì? Hai vị tổ sư của Thiền Tông như ở Tây Trúc á, ở Thiên Trúc á, như là gì? Mã Minh và Long Thọ đều khuyên người niệm Phật. Đây là tổ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Thiền Tâm á. Ngài dẫn chứng, Ngài nói rằng, nói là lục tổ Huệ Năng á, nói rằng người địa phương này tạo tội, người phương Đông tới người phương này tạo tội đi, cầu sinh Tây Phương. Vậy người phương Tây tạo tội thì cầu sinh về cõi nào? Nếu chúng ta nghe như thế, chúng ta mà đang tu Tịnh Độ mà chán và bỏ tu Tịnh Độ là sai vậy. Hoặc người chưa tu Tịnh Độ nghe như thế mà coi pháp môn Tịnh Độ là pháp môn của ông già bà cả, pháp môn của những người ngu si vô trí thì cũng là gì? Là lầm vậy. Cho nên tổ mới dẫn chứng là đấy. Đấy, như là Mã Minh và Long Thọ đều là hai vị tổ sư nổi tiếng của Thiền Tông Ấn Độ. Đó. Được truyền tâm ấn từ Phật truyền cho Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần cho đến gì? Cho đến ngài Long Thọ, cho đến ngài Mã Minh, Mã Minh truyền cho Long Thọ, Long Thọ truyền dần xuống cho đến tổ thứ 27 là tổ Bát Nhã Đa La, tổ 27 truyền cho tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, tổ 28 sang Trung Quốc, tức là tổ Thiền Tông đó, sang Trung Quốc truyền cho tổ thứ 29 là ngài gì? Ngài Tuệ Khả. Tổ 29 truyền cho tổ thứ 30. Đó. Sau ngài Tuệ Khả là truyền cho ngài gì? Ngài gì? Có ai nhớ không? Tuệ Khả truyền cho ngài Tăng Sán. Là tổ thứ gì? Là 30. Tổ Tăng Sán truyền cho ngài Đạo Tín là tổ thứ 31. Đạo Tín truyền cho tổ Hoàng Nhẫn là tổ thứ 32. Và Đạo Nhẫn truyền Hoàng Nhẫn truyền cho tổ thứ 33 là lục tổ Huệ Năng này đấy. Chúng ta thấy không? Vậy thì Mã Minh và Long Thọ là hai vị tổ trước cả Bồ Đề Đạt Ma, trước cả gì? Cả lục tổ Huệ Năng. Vậy mà các ngài gì? Còn khuyên tu niệm Phật. Các ngài còn tạo cả luận về để giảng giải về pháp môn niệm Phật và khuyên tu niệm Phật nữa. Vậy thì pháp môn niệm Phật đâu có phải là chỉ dành cho ông già bà cả, đâu có chỉ phải dành cho những người căn cơ thấp kém đâu. Thậm chí ở trong kinh còn nói gì? Văn thù phổ hiền, quán âm thế chí địa tạng, còn tu theo gì? Tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm cuối gì? Cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm, đó là phổ hiền Bồ Tát gì? Trong phẩm phổ hiền Bồ Tát khuyến phát, ngài còn phát nguyện cầu sinh Tịnh Độ cơ mà các quý vị. Văn thù phổ hiền đại sĩ Bồ Tát còn cầu sinh Tịnh Độ cơ mà. Vậy chúng ta là hạng người gì mà không cầu sinh Tịnh Độ nữa đấy. Đó. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta thấy là tổ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta hòa thượng là rất là gì? Rất là khéo léo đó. Đó. Ngài dẫn chứng như vậy nói rằng Mã Minh, Long Thọ là hai vị tổ sư của Thiền Tông nổi tiếng của Ấn Độ, các ngài cũng gì cũng cầu sinh Tịnh Độ. Và chính ngài Mã Minh và ngài Long Thọ gì? Chính ngài Long Thọ đấy gì? Đã chứng ngôi sơ hoa nỉ địa, ngài còn ngài thì ngài vãng sinh về cực lạc cơ mà. Rồi nếu Đức Lục Tổ quả thật có bài có ý bài bác sự niệm Phật thì chẳng hóa ra là gì? Là bài bác Đức Thích Ca, bài bác chư Phật, bài bác chư Bồ Tát, bài bác chư Tổ Sư và cả hai vị tiền bối, đó là Mã Minh và Long Thọ hay sao? Chúng ta thấy không? Nhị tổ của chúng ta lập luận rất là chắc, đúng không? Cái câu mà lục tổ Huệ Năng nói là người phương Đông tạo tội cầu sinh Tây Phương, người Tây Phương tạo tội cầu sinh về cõi nào, đấy chỉ là gọi là giáo hóa trực quan cho một trường hợp nhất định nào đó mà thôi. Ví dụ cái vị nào đó đang chấp vào cái việc cầu sinh Tịnh Độ, chấp mãi chấp pháp không bỏ được, cho nên tổ mới gì mới dùng cái phương tiện đó để phá vỡ cái gì, cái thế phá chấp của vị tăng đó đi, hoặc vị cư sĩ tín đồ Phật tử đó đi. Nhưng phàm phu ngu si không hiểu lại lấy cái câu phá chấp vào một đối tượng nhất định nào đó để đi đem là phổ cập ra bên ngoài để cật vấn, để vấn nạn và đi tuyên truyền rằng lục tổ Huệ Năng là gì, là bác pháp môn Tịnh Độ, là sai vậy, là không đúng với bản ý của gì? Của tổ vậy. Đó là học học Phật mà như thế, gọi là y kinh giảng nghĩa tam thế chư Phật oan vậy.
Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết vậy. Chúng ta thấy không đơn giản đâu. Cho nên ở đây cụ tổ Việt Nam chúng ta cũng mới nói là nếu mà bảo rằng lục tổ bán pháp môn tịnh độ, đó chính là tổ bán Thích Ca Mâu Ni Phật, tổ bán chư Phật Bồ Tát và tổ bán là gì, Long Thọ, Má Minh Long Thọ à? Không phải. Cho nên nếu hiểu lầm rồi đem lời này chê bai niệm Phật, chê bai pháp môn niệm Phật cầu sinh tịnh độ, chính là bài xích và gieo gì, gieo mối oan cho gì, cho lục tổ Huệ Năng vậy. Chúng ta thấy không? Đấy, lập luận rất là gì, là hay, rất trí tình trí lý mà rất là gì, là hay. Lại hành môn nào cũng gì, cũng có lý sự cả, tức là thực hành tu theo pháp môn nào cũng có cả lý và sự cả. Lời của Đức Lục Tổ là nói về về lý, tức là Lục Tổ Huệ Năng đây là nói về lý thôi, lý tịnh độ thôi, lý tịnh độ thôi á. Còn sự tịnh độ là có gì, là có lý tịnh độ thì mười phương chư Phật đó đều như nhau hết, cõi nào cũng là tịnh độ, Sa Bà thế giới chúng ta cũng là tịnh độ chứ không phải là uế độ đâu. Nhưng mà đấy là nói về lý, lý sự viên dung, không hai không khác, tịnh uế như nhau, chúng sinh và Phật vốn đồng gì một thể, như đó là về lý. Nhưng về sự thì chúng ta thấy Phật là Phật, chúng sinh là chúng sinh, Phật thì giác ngộ, còn chúng sinh thì mê gì, mê mờ. Phật thì hết tham sân si, còn chúng sinh chúng ta thì tham sân si. Phật thì không sinh lão bệnh tử, còn chúng ta thì bị sinh lão bệnh tử gì, trì phối vân vân. Đó, cho nên về sự thì có khác nhau. Lý thì đồng một thể, ta với Phật đồng một thể, không hai không khác. Nhưng về sự thì có giác có mê thì rõ ràng không sai vậy. Cho nên ở đây cụ tổ chúng ta mới nói là lời của lục tổ đây là nói về lý. Ngoài ra còn có sự tướng đường tu cần phải gì? Nghĩ đến, tức là chúng ta phải nghĩ đến cái sự tướng để mà tu vậy. Ta thử đặt lại câu hỏi, người ngoài đời tạo tội vào trong chùa am để xuống tóc, ăn chay giữ giới tu hành thanh vắng ở trong cảnh thiền, vậy người ở trong chùa am tạo tội thì đi về đâu? Thì mấy ông sư trả lời thế nào? Người và người trong chùa xuất ra rồi có tạo tội nữa không? Có không? Có chứ. Cho nên ở trong bộ Trúc Song Tùy Bút của ngài Liên Trì Bát Tổ Đại Sư chúng ta thấy này, đấy, trong cái bộ đấy chúng ta thấy ngài Hoàng Tán cũng là ngài thôi. Đó, chúng ta thấy này, trong cái bộ Trúc Song Tùy Bút ngài thấy, nói nhìn thấy một hôm ngài đang ngồi thiền định, ngài nhìn thấy ở trên qua cái cầu Nại Hà đó, tức cái cầu mà qua cái cầu đó để con người chúng ta đến khi đó ai có định nghiệp mà nghiệp xấu thì sẽ rơi đi qua cầu, rơi xuống đó, rơi vào trong cái biển nghiệp mà kinh Địa Tạng nói đó, đó gọi là biển nghiệp đó, đi qua cái cầu đó và cầu Nại Hà. Ai mà có tội thì vượt qua cầu sang bên kia đi đầu thai, còn ai mà có tội thì rơi rớt xuống trên cái cầu đó và lùm lim hụp lên chùi xuống ở trong cái biển gọi là cái biển khổ sinh tử ấy để chờ xét xử ấy. Đấy, thấy thì tăng tục rơi xuống đó cũng rất nhiều vậy. Cả những bậc hòa thượng nổi tiếng là gì, là giỏi giang, là chức danh hiển đạt ở trên thì nhân gian này, thậm chí ngày xưa gọi là quốc sư, cũng có những vị rơi tọt xuống đó vậy. Chúng ta thấy không? Đâu có phải đơn giản đâu. Tăng tục kẻ tu kẻ không tu thấy rơi xuống đó rất nhiều vậy. Trong đó có rất nhiều tu hành xuất gia như chúng tôi cũng có người rơi xuống đó vậy. Đấy, các vị cứ đọc bộ Trúc Song Tùy Bút sẽ thấy gì, thấy cái câu chuyện đấy. Cho nên ở đây mới nói, tổ mới nói rằng đấy, nếu mà đã nói rằng lục tổ nói rằng phương Đông tạo tội cầu sinh phương Tây tạo tội sinh về chỗ nào, thì đây tổ Việt Nam chúng ta, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Hòa Thượng Thiền Tâm ngày nói rằng vậy, thì nói như vậy thì cũng lấy một cái ví dụ người ngoài đời tạo tội đi vô trong chùa cạo tóc mặc áo cà sa để tu, về người trong chùa mà tạo tội thì đi đâu nữa, lại ra ngoài đời à? Đó, chúng ta thấy không? Đó, đây là một câu hỏi lại khiến cho hành giả, khiến cho người tu, người mà hay đi cật vấn, hay đi dùng cái trí tuệ thế gian của mình để biện luận, để thưa hỏi, để cật vấn người khác thì không có chỗ, không có cửa để cho họ gì, cho họ trả lời nữa vậy, không có chỗ để cho họ đối đáp được nữa vậy. Nếu chỉ theo lý mà bác như vậy
thì việc xuất gia đến chùa am ăn chay giữ giới cho đến tụng kinh niệm Phật chỉ chú tham thiền vân vân thảy đều là gì? Đều là lỗi lầm hết cả hay sao? Đấy, tổ nói như thế. Hay không? Rất hay. Sự biện luận của tổ rất là chắc đấy. Cho nên tôi mới nói gì? Tôi mới nói là cái văn phong của nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta giống y hệt như văn phong của ngài Ấn Quang Đại Sư. Vì sao? Vì hai ngài đều là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí mà. Hai ngài đều là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí, cho nên văn phong của các ngài ấy, giống nhau như hệt, y hệt vậy. Pháp tu Tịnh Độ cũng thế. Thật ra chẳng phải người phương Đông do tạo tội mới niệm Phật cầu sinh phương Tây, mà niệm Phật cầu về phương Tây chính là muốn gì? Muốn thắng duyên để tu hành, để mau chứng quả vô sinh, đạt được giải thoát, giác ngộ, không bị thoái chuyển nữa vậy. Đó. Chứ không phải người tu phương Đông chúng ta tạo tội mà cầu sinh về đó. Mà đó chính là chúng ta vì muốn gì? Muốn dứt trừ các khổ, muốn sớm chứng được viên mãn cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Nói nôm na tóm tắt lại là mau chứng thành Phật, mau chứng đắc quả vị để thành Phật, để phổ độ chúng sinh nhá. Cho nên chúng ta thì nghe theo lời Thích Ca Mâu Ni Phật dạy là y giáo phụng hành cầu sinh Tây Phương Cực Lạc để mau thành tựu cái quả gì? Quả Phật vậy. Dù người đã tạo nhiều tội, biết hồi tâm chuyển ý sám hối, tụng kinh niệm Phật cầu nguyện vãng sinh cũng là vì muốn sớm thoát ly sinh tử, vẫn không ngoài mục đích này vậy. Tổ nói là cái người mà tạo vô lượng tội lỗi ở nhân gian, bây giờ ăn năn sám hối, quay đầu là bờ, bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Như câu chuyện ác tặc ấy, thời Đức Phật còn tại thế ấy, là vô não tỷ khiêu ấy, đúng không? Giết hàng trăm ngàn mạng người ấy, cuối cùng ăn năn sám hối thì ngay lời Phật dạy mà được hiểu đạo xuất ra, không bao lâu chứng quả là hán vậy, gọi là bỏ đầu đao xuống lập tức thành Phật. Tính là ở cái tích của vô não, tướng cướp vô não tỷ khiêu ấy, trước là tướng cướp vô não, sau là tỷ khiêu ấy, rồi chứng quả là hán ấy. Đấy, ở đây tổ nói là chỉ cần biết người tạo tội biết ăn năn sám hối, hồi tâm chuyển ý quay đầu là bờ đó, buông xuống tất cả nhất tâm tụng kinh niệm Phật sám hối để cầu sinh Tây Phương á, thì đây chính là gì? Là không ngoài cái mục đích để thành Phật này vậy. Còn người ở phương Tây Cực Lạc á, cũng không tạo tội. Người phương Tây chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nó có tạo tội không? Không. Tiếng ác còn không có, huống chi là gì ạ? Là ác đúng không? Cái tiếng ác, tiếng khổ còn không có, huống chi là có người ác, huống chi có người khổ các quý vị. Cho nên Tây Phương Cực Lạc là gọi thế giới gọi là thuần tịnh, thuần thiện, gọi là cõi tịnh độ, thực báo trang nghiêm, tịnh độ. Cho nên không có cảnh sinh già bệnh chết, không có người chết yểu, không có người mạng chung như ở thế giới chúng ta này. Không có nghèo đói, không có chiến tranh loạn lạc, cho nên không có khổ đau. Ai cũng thọ lượng bằng tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà là vô lượng vô biên mà. Đó. Muốn ăn thì tự có, muốn đi thì tự bay. Trong một khoảng thời gian ngắn bằng một bữa ăn cơm thôi, dùng vô số thân thể, thân hình biến ra vô số thân thể đi khắp mười phương thế giới để cúng dường chư Phật. Cúng dường xong lại được nghe chính pháp, nghe pháp xong lại được các Đức Phật đó giơ cánh tay vàng để xoa đầu để thọ ký cho. Đó. Chúng ta thấy không? Trong một cái khoảng bữa ăn sáng mà làm được cái nhiều việc lợi ích công đức vô lượng vô biên rộng lớn như thế. Thế mà chẳng mau thành Phật thì còn cái gì nữa. Đó. Cho nên ở đây chúng ta gì? Người tu theo pháp môn Tịnh Độ chúng ta là phải biết rằng là may mắn đó. Thật là may mắn vậy. Thật là hy hữu vậy. Thật là nhân duyên vậy. Thật là bất khả tư nghị vậy. Thật là chẳng thể có cái gì có thể diễn tả được hết cái công đức phúc báo và nhân duyên chúng ta được sinh ra, được làm người, được gặp Phật pháp, lại được gặp pháp môn Tịnh Độ, lại được tin và đã tu được theo pháp môn này vậy. Sớm muộn gì chúng ta cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc vậy. Thế thì vỗ tay. Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc rồi thì vỗ tay nữa, đúng không? Đó. Đó, cho nên á, còn ở Tây Phương Cực Lạc á, thì ở đây tổ nói không có hết thảy những nỗi khổ, chỉ toàn những niềm vui. Ví dụ như là có các hàng Bồ Tát, ở dưới có các bậc thường thiện nhân, trên có các có chư Phật và Bồ Tát, dưới thì có các bậc thường thiện nhân để làm bạn, làm thầy chúng ta. Xung quanh thì có gì? Có tiếng chim hót thì nói pháp, tiếng nhạc âm vang thì đều giảng kinh, giảng Phật, giảng về
giảng kinh, giảng về cho chúng ta học về chính pháp vậy. Không còn nhọc lòng lo đến cái việc ăn mặc, ngủ nghỉ, sự đau đớn về bệnh tật, sự thù oán, sự mất mát, rồi đau binh, đạo tặc, sinh già bệnh chết như ở thế gian của chúng ta này nữa. Cho nên không có phải lo yêu, lo buồn khổ não gì nữa cả. Đó. Ai muốn về Tây Phương không? Ở trong đây có ai muốn về Tây Phương giơ tay thì nghe xem nào. Muốn về thì sau này nói Phật để rước chúng ta về. Tôi cũng muốn về đây này. Tôi cũng muốn về cho nên tôi giơ cái tay. Đấy, tôi cũng muốn về. Cho nên hôm nay tôi mới ngồi đây mới hết lòng để tán dương khen ngợi pháp môn Tịnh Độ. Hết lòng để sách tấn để khuyên bảo chúng ta gì cùng tin và cùng tu theo pháp môn Tịnh Độ vậy. Đó. Kết lại câu nói của Lục Tổ, Huệ Năng nên hiểu chỉ là gì, là lời khai thị về một lý tính thanh tịnh để khuyến tấn mà thôi, khuyến tấn một số đối tượng nào đó mà thôi, hàng căn cơ thường căn thường trí nào đó mà thôi. Không nên nghĩ lầm, không nên hiểu lầm đem nó để gì? Để bác đi tất cả những sự tướng của người tu. Nếu bác đi sự tướng đấy thì cũng bác luôn cả 49 năm thuyết pháp độ sinh của Đức Phật à, có phải không? Đó. Cho nên chúng ta học Phật là phải hiểu rõ cái điều đó. Người niệm Phật nghe lời này càng nên cố gắng niệm Phật đến trình độ gì? Tâm không mới hợp với gì? Ý của Tổ vậy. Niệm Phật hợp tâm không còn chấp trước vào bất cứ gì, một pháp nào đó, cho dù đó là gì? Là chính pháp hay là tà pháp? Thượng pháp hay là gì? Hay là hạ pháp, đều gì? Đều buông bỏ hết. Chỉ có một câu Phật hiệu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Mà câu A-di-đà Phật cũng không chấp vào nó nữa. Đó gọi là gì? Niệm Phật được gì? Được tam muội. Gọi là được pháp niệm Phật tam muội. Pháp niệm Phật tam muội đó là trên tất cả các pháp tam muội khác. Trên cả tam muội vương tam muội, trên cả diệu trang nghiêm tam muội, trên cả pháp hoa tam muội, trên cả hoa nghiêm tam muội, trên cả vân vân. Tất cả các pháp môn tam muội khác đều dưới gì? Đều dưới pháp môn niệm Phật tam muội vậy. Cho nên chúng ta cứ nhất tâm mà niệm Phật, không chấp vào mình là người niệm Phật, A-di-đà là danh hiệu mà mình niệm Phật, hay là Thích Ca là danh hiệu mình niệm, hay Dược Sư danh hiệu mình niệm. Cứ nhất tâm mà niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật như thế, niệm hết ngày này qua ngày khác, cứ thế mà niệm, niệm cho đến bao giờ tham sân si của mình tự nhiên nó không cánh mà bay hết, nó chơi trụi, nó dùng hết sạch đi, không còn một tí nữa. Còn một cái thể thường như thanh tịnh của mình, tức là tự tính A-di-đà Phật của mình nó hiển lộ đó, thì đó gọi là niệm Phật được. Nhất tâm bất loạn, hay còn gọi là niệm Phật tam muội hiện tiền. Ta với A-di-đà Phật lúc đó không hai không khác, ta với mười phương chư Phật lúc đó cũng là không, không hai không khác. Đó gọi là người tự do tự tại chứng đắc được quả vị thành Phật ngay trong cõi đời này vậy. Người đó thì muốn vãng sinh lúc nào thì vãng sinh, không cứ là phải Phật đến rước mới được. Đó. Thôi thì hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây và phát kinh, đi vào tụng kinh. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.